everyone. Hello chị Vivian. Hello anh Nguyễn. Ok, An ơi, lâu rồi không gặp, khỏe không An hả? Em khỏe không? Hello bạn Thế Nguyễn, hello chị Đặng Thanh Hồng, hello Nguyễn Văn Mạnh. Ốc Tây Ninh review. Chưa bao giờ nghe bánh tráng Tây Ninh, muối Tây Ninh thì quá nổi tiếng rồi ha. Nhưng mà còn ốc Tây Ninh thì chưa bao giờ được thử hả? Hy vọng cơ hội một ngày. Hello chị Dung Hoàng, hello chị. Hello Bình An, hello em Ngọc Thu. Hello anh Nguyễn Viên. Hello bạn Điêu Huỳnh, Nguyễn Văn Mạnh. Ok, em cảm ơn ạ. Sakura Phạm. Ok, xin chào thay mặt cả nhà, xin chào Sakura Phạm ha. Hello Ngọc Thu, bố của Bông. Và Bông hạnh phúc quá hả? Bông có một người bố rất là idol con gái hả? Ok, chúc mừng Bông và có chúc mừng bố. Nguyễn Cao Cường. Ok, hello cô Trần Thu, Thùy Trang. Yeah. Bình An, chị thấy em chứ chị không thấy em làm sao mà chị bình an được đúng không? Nên là chị phải thấy em. Đôi khi chị còn tìm em nữa đó. Không thấy thì chị phải đi tìm á. Thành Pháp. Ok dạ, em cảm ơn anh Nguyễn Viên ạ. Hello bạn Trọng Ngọc, bạn Phượng Chanel, bạn Hà Lan, bạn Tiến Lê, Nguyễn Phương Khanh. Hello ông chủ của viện siêu 2. Hello em. Hello chị, chúc chị cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn bạn Miss Music. Võ Huỳnh Khánh Thi. Trắng gì mà sáng thế chị yêu mà thích. Trắng ha, chị nghĩa là do ánh đèn thôi chứ chị thì không thể nào mà trắng nổi đâu, không dám mơ mộng. Hello chị yêu Cúc Nguyễn. Bạn Yến Huỳnh. Dạ buổi tối sẽ vui vẻ chị. Mỹ Phương Trần, Đặng Thanh Hồng, Hà Đỗ Quốc Bảo. Hello. Hà Đỗ Quốc Bảo vai Liêm phim Bà Mã Hoa Vàng, đó là một cái vai diễn đa nhân cách. Thật sự ra thì trong bộ phim đó Tuyến xuất hiện như một ánh sao hả? Ok, trong bộ phim Mật Mã Hoa Hồng Vàng thì Tuyến xuất hiện nói chung là hai tính cách, một tính cách là sát thủ, một tính cách là một cái cô gái mà hiền còn hơn cả một chữ hiền nữa. Và đôi khi mà quay đó, có những cái mà nó cắt ghép lại mình quay thì nó không phải liền mạch hơn, cho nên Tiến cảm giác cái bộ phim này liệu có hay không ta. Bởi vì Tiến hồi xưa giờ Tiến chỉ quen cái cách là ok một tính cách nhưng mà được liền mạch từ đầu đến cuối phim. Ở đây Tiến cảm thấy nó bị lững lờ, và cái điều này nó làm cho mình cảm thấy mình chưa giải mã được, và mình nghĩ trời chắc có thể là không hay. Nhưng mà rõ ràng rằng là đây là một trong những bộ phim tuy nhiên sau hiệu ứng của truyện tình Đậu Ngọc thì Mộng Phù Hoa, thì có thể là đây là cái bộ phim thứ ba mà Tiến gây được ấn tượng khá tốt đối với lại khán giả. Đây nên rằng là đây kịch bản này là của chị Thanh Hương ha, một người chị, một người biên kịch mà hai chị em như vừa là bạn vừa là chị em bên ngoài hậu trường. Hello cô gái mini phương của chị, hello em, take care. Hello bạn Huyền Cherry, Đặng Việt Pháp, hello Pháp cưng. Ủa vậy phim Mật Mã Hoa Hồng Vàng em thích xỉu ấy. Với cả em biết chị từ phim đó. Phim Mật Mã thích xỉu ha. Phim đó thì Tuyến quay ở bối cảnh là hello Sophie. Sophie sẽ hay với mọi người cái đi nè. Phim đó thì quay Tuyến quay bối cảnh ở An Giang ha. Quay một số ngày cái cảnh mà lúc mà Tuyến còn nhỏ. Quay ở An Giang. Ok. Cũng khoảng hình như một tuần ở dưới đó. Hello chị yêu Yến Lê, hello chị, hello bạn Minh Thiện, Trần Ngọc Thư, Phạm Trọng Nghĩa, hello, cỡ nào làm ăn ra sao rồi em, Trần Văn Hộ Hộ, ok, chắc chắn rồi Khanh ơi, tuần này chị phải đi qua chứ, hello chị Hà Bom, welcome chị, đã hòa nhập với lại
những F1, F2, F3. Thật sự ra là bây giờ mình cũng không biết được. Dạ em vẫn khỏe chị, ổn đúng không? Nhìn nghe cái giọng em chắc cũng ổn ha. Thật sự ra thì nhà mình nhớ đặt số ha, nhà mình đặt số. Thì hôm nay thì nếu như những cái tín đồ mà dùng sữa tắm mà để tạo mùi hương thơm mà thành phần từ thiên nhiên, và đây là cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng, nhập từ Pháp, thì đây sẽ là quà tặng hả. Hello cô nàng Vũ Ngọc Ánh, hello em, đang đi quay phim hay là đang ở nhà đó em hả? Ờ đúng rồi, sao ý hay quá vậy, chị phải khổ qua Nhật gì đó, chưa có trái nào hết trơn á. Bởi vì là cái lồng này nó hơi cao nên là nó không có thụ phấn được, nên là cái vấn đề mà đậu trái nó cũng hơi gặp nhiều trung chuyên à. Thì đây là hiệu Ives Roaster, thế nghĩa là mọi người mà yêu cái việc mà chăm sóc cơ thể ha, chăm sóc bản thân mình thì sẽ biết đến cái hiệu này. Đây là một thương hiệu khá nổi tiếng thì Tuyến cũng hay xài hiệu này. Thì đây sẽ là giá của nó là khoảng rơi vào tầm khoảng 250.000 hả. Thì đây sẽ là quà thưởng quay số ngày hôm nay dành cho mọi người. Hôm nay Tuyến sẽ quay hai số ha, và với hai giải thưởng là hai chai sữa tắm tạo hương thơm nhập khẩu từ Pháp. Đây là cái thương hiệu nổi tiếng ha. Sản phẩm này không bán, sản phẩm này là quà tặng quay số. Thì cái thức quay số đó là mọi người đặt từ số 1 tới số 50, chỉ chọn một số thôi và không chọn trùng. Có nghĩa là nếu như có người nào chọn trước rồi thì mình phải tránh cái số đó ra. Và điều kiện để có thể nhận quà đó là chia sẻ buổi livestream này. Hồ sơ lửa ha? Không, hình như là chị không đóng hồ sơ lửa. Chị không đóng hồ sơ lửa. Chị đóng một cái hồ sơ của chị đến nó thành tro rồi thì sao? Nó đang đợi chị, nó đang chờ nó thành tro rồi chị đóng hồ sơ tro. Hello mami Nga Ngô, hello mami. Ok, hello Jean Kiều Thu. Hiệu này rất tốt. Đúng rồi, hiệu này rất là tốt. Nói chung là nó không phải là cái gì đó quá xuất sắc đâu nha nhà mình, bởi vì rằng là nhưng mà nó đáp ứng được những cái tiêu chí về là sạch da nè, thơm da mà mịn da không gây hại. Bởi vì đây là sản phẩm của Pháp hoàn toàn, hiệu Ives Roaster, hiệu này rất là nổi tiếng ha. Mình không có cần bàn cãi về cái chất lượng cũng như độ tin cậy về sản phẩm này. Dương Khả Quyên, ok hai em. Dạ rồi, chế hợp bao yêu dấu em đã nhận được số 22 ha. Xin ơi xin nhớ nói số lại ha, nói số lại cho mọi người để xong rồi chị Tiến sẽ quay số. Hello, em chào chị Diễm ạ. Em chào chị Hoàng Nguyên, ok, chị Dung Hoàng, em nhận được số 49. Bộ phim Đố Ba Biết mẹ đang nghĩ gì phát sóng vào tháng 6. Thì bây giờ đã ngót tháng 12 rồi. Vào tháng 12 thì Tuyến có nói rằng là để cho ủng hộ cái việc coi như hello anh Khôi Trần đúng không ạ? Hôm nay anh để avatar lạ quá, không biết có phải là anh hay không. Những chuyên án lạ thì đúng rồi chị, những chuyên án lạ thì đúng. Đó là gần như là bộ phim đầu, có nghĩa là bộ phim đó Tiến vào vai Mỹ Ngọc. Nói chung là lúc đó mình cảm thấy rất là ngơ, rất là ngu người ra, không hiểu mình làm gì. Và mình phải công nhận khi làm bộ phim đó rồi thì mình mới thấy rằng là phim ảnh của chúng ta chưa có phát triển nhiều. Bởi vì đôi khi chúng ta cũng chưa thật sự gọi là nghiêm khắc, chưa thực sự là nghiêm khắc ở trong cái quá trình làm việc, thì nó là những cái tác phẩm mà chúng ta ra đời thì nó chưa có được quyền so sánh với lại những cái nước phát triển về phim ảnh như là Hàn Quốc hay Nhật Bản hay Mỹ. Thôi cái đó thì nó xa quá, thì mình sẽ nói trong khu vực ví dụ như Thái Lan, Philippines, Singapore thì bản thân phim Việt Nam chúng ta cũng chưa bằng. Nhưng mà thì nói đi thì cũng phải nói lại, người ta hay câu là có thật mới dựng được đạo. Thì với cái việc mà phim ảnh nghệ thuật của Việt Nam mình chưa có một cái sự đầu tư nghiêm túc và đủ lớn để mà tạo ra được những, để cho những người làm phim họ có cái đủ cái điều kiện, đủ cái thời gian để họ tự nghiêm khắc với lại chính cái công việc làm của họ. Ok, ủa sao Sophie live stream mà ngủ á Sophie? Chắc có thể là Sophie không phải là ngủ mà là Sophie sợ ánh đèn. Như là nhìn vào cái đèn này hơi chói mắt. Lúc đầu thì Tiến
lúc đầu thì Tuyến livestream á, thật sự là Tuyến mắt Tuyến cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, mỗi livestream ông không thấy mắt mình rất là mờ và dần dần thì thấy yếu đi hẳn. Nhưng mà bây giờ thì đã quen rồi ha, cơ mắt mình đã quen thì nhìn ánh sáng này không bị chói nữa. Thế thì mới nói rằng cái cơ thể con người chúng ta phải nói rằng là rất là vi diệu. Cơ thể chúng ta rất là vi diệu. Ok Jin ơi, hình như là chị nhớ chứ hình như là để tránh tình trạng là khi tại vì tín hiệu mạng hơi chậm á, thì Jin xem giùm chị á, khi mà mọi người mà em nhận số mọi người thì Jin vào Facebook của mọi người để xem là mọi người đã chia sẻ chưa nha. Tại vì cái thao tác này thì một lát hồi khi mà trúng số chúng vòng quay thì mình không phải kiểm tra lại được, bởi vì rằng là cái việc mà sẽ có đã xảy ra tình trạng là khi mọi người đã đặt số và khi mọi người đã có con số trùng với con số vòng quay thì lúc đó mọi người mới bắt đầu chia sẻ, thì cái điều đó thì nó sẽ không được ghi nhận. Thì nên là xin giúp giùm chị rằng là khi xin nhận số thì xin sẽ vào Facebook của mọi người xem mọi người đã chia sẻ chưa, khi mà nếu như mọi người chia sẻ rồi thì mới được xem con số đó mới được ghi nhận em ha. Thì đồng nghĩa với việc rằng khi mà Sophie, khi mà nếu như con số mọi người đặt mà kêu nghe con số đó thì Jean và Hector Kim Tuyến sẽ không cần vào kiểm tra nữa. Ok Ngọc Chi, không sao em, enjoy nha. Ok tuần sau chị Tuyến vẫn livestream nữa mà. Ok thì hy vọng lần sau được gặp em ha. Thì Tuyến xin phép quay lại bộ phim Đố Ba Biết Mẹ Đang Nghĩ Gì. Thì đoạn phim bộ phim hôm nay là cũng tháng 12 rồi, nửa năm rồi. Để ok Tuyến cảm ơn. Ok hello bạn Thắng Trương. Trời ơi Sophie ơi, sao đầu bù tóc rối quá vậy nè Sophie. Đừng có sủa nữa chứ cô bé. Muốn đi xuống đúng không? Ok bye bye mọi người, cái đã mình phải lịch sự cái đã. Bye bye mọi người, bye bye. Bye bye. Ok thì Tuyến có nói thì Tuyến sẽ tặng mọi người một quyển sách này. Đây là quyển sách mà Tuyến đã tặng từ em Ngọc Linh, mà Tuyến đọc nói chung là Tuyến đọc cũng khá sách. Ủa vẫn phải gặp được em chứ, nếu mà không phải là em thì là ai bây giờ, đúng không chị Vi Anh, phải là em chứ. Thì ok Tuyến sẽ nói về quyển sách này. Thì là quyển sách Tuyến rất là hay. Quyển sách này tên là Người Bán Hàng Vĩ Đại Đến Thế Giới. Thực sự ra là quyển sách này thì Tuyến cảm thấy nó rất là nổi tiếng rồi. Nhưng mà Tuyến nhìn cái tựa Tuyến cảm thấy là nghe nó có vẻ như là mình bán hàng hay cái gì đó. Thì Tuyến không có thích tập trung vào cái chuyện bán hàng. Tuyến nghĩ rằng là Tuyến có những cái tình cảm mà khán giả dành cho mình, thì nên rằng là cái việc biết là vẫn là bán hàng. Nhưng mà Tuyến cũng không muốn mang cái tinh thần đó để dành cho khán giả của mình, những người đã yêu mến mình qua cái những vai diễn. Thì nên là Tuyến không mua. Nhưng mà Tuyến được nhận Ngọc Linh tặng thì Tuyến coi. Thì thật sự là cái câu chuyện bán hàng nó chỉ là một cái câu chuyện mà một trong số những câu chuyện nó được khắc họa trong quyển sách này. Còn lại đó là dòng gần như những cái bí quyết để mà mọi người thành công, dựa trên một cái câu chuyện là những cái cuốn sổ, những cái bìa da được khắc, nói chung là một cái câu chuyện bị lưu truyền. Người thành đạt đời trước sẽ truyền đạt lại cho người thành đạt đời sau. Và có vẻ như rằng là nó truyền đạt rất là nhiều đời. Và khi người nào nhận được sự truyền đạt thì cũng rất là thành công. Và nhưng mà thật sự Tuyến nghe là rất là hay. Thay vì là ok cảm ơn Tuyến lúc kia hả, Tuyến rất là hay rằng là thay vì Sophie thay vì là mình sẽ nói thẳng ra vấn đề là muốn thành công bạn phải làm như thế này thế này thế thế kia thế nọ đúng không, thì cái quyển sách này nó sẽ mượn một cái câu chuyện gọi là truyền nhân, chọn cái truyền nhân để truyền một cái bộ những cái tệp da này, để mà nhận những cái điều mà những cái bí kíp, những cái bí quyết vào trong cái tệp da này để mà truyền đi. Thì Tuyến thấy rất là hay, mình cảm giác mình vừa đọc tiểu thuyết mà mình cũng vừa cảm giác như là mình được tiếp thu được kiến thức, Tuyến thấy khá ổn. Ok mọi người ha. Thì hôm nay thì Tuyến sẽ
Nếu em viết sách thì em sẽ tặng sách cho anh, chứ làm gì có chuyện mà anh sẽ mua đọc hả? Biết đâu em sẽ gửi bản thảo cho anh xem qua để anh góp ý chăng? Thật sự ra là Tuyến thấy viết sách cũng là một cách hay để mình truyền lại những cái gì đó hay mà mình đúc kết được trong cái cuộc đời của mình cho những người khác hả? Không, tầm này Tuyết chúng mình không có chuẩn bị. Thấy nhân tình bà con quay phim Tết rất là nhiều, nhưng mà Tuyết chưa có duyên lắm. Ok, nhưng mà Tuyết nghĩ là phim Tết năm nay hot bởi vì dịch, cho nên là mọi người cũng sẽ ngại đi nhiều. Mọi người thấy là hôm nay là ca nhiễm, hôm qua là ca nhiễm là 17.000 ca rồi hả, còn 100-200 ca nữa thôi là tên là 17.000 ca rồi, thì nên là một con số rất là đáng báo động. Thì nên là Tuyết nghĩ rằng cái tâm lý đi chơi nó cũng không có được thoải mái, cho nên Tuyết nghĩ rằng cái việc mà mọi người ở nhà để mà xem phim Tết là một cái điều rất là hay. Ok, chào Ngọc Linh. Ok, mọi người thấy tài khoản Ngọc Linh đó là người tặng Tuyến cuốn sách này và nó làm thay đổi Tuyến rất là nhiều. Thật sự đó, cái vấn đề mà tặng quà tri ân cho mọi người đó, đó là một cái vấn đề mà kêu Tuyến cũng rất là trăn trở. Mình cũng không biết tặng một cái món quà nào đó mà để nó có thể ý nghĩa ha. Đối với Tuyến thì hình thức nó không quan trọng bằng cái nội dung. Cái nội dung đó là cái điều mà Tuyến muốn trao gửi đến mọi người về những cái điều về những cái gì đó tốt đẹp. Thì khi mà Tuyến đã trao thì Tuyến phải chọn lựa cái tốt đẹp, điều tốt đẹp thì Tuyến mới trao. Thì nên là đôi khi đối với Tuyến thì Tuyến hay gọi là bảo thủ, Tuyến hơi chậm hơn so với mọi người, nhưng mà sau đó thì Tuyến sẽ cảm thấy rất là thoải mái bởi vì là mình tự tin rằng những cái điều mình mang đến cho mọi người là tốt đẹp. Hình táo quân hả? Hình như là chị chưa đóng táo quân bao giờ. Nói chung là thường táo quân thì mọi người sẽ thấy rằng là táo quân sẽ được hay trình diễn trên trên sân khấu hả, mà có vẻ như Tuyến hợp với phim trường hơn. Em livestream mà như có phim rồi hả? Hôm nào tặng chị một liệu trình của CO2 hả? Nếu như mà chị nói thật với em, nếu như mà nó nằm ở trong cái khả năng của chị là thì chị tiếc gì, đúng không? Dịch này thì tiếc gì nữa. Nhưng mà đôi khi cái liệu trình của CO2, nói chung là đương nhiên mình cũng hiểu tiền nào của nấy, phải không? Nhưng mà em giảm giá 90% đi, thí dụ vậy đi, Phương Khanh được không em? Thí dụ em giảm giá 90% đi, nhưng mà chất lượng không thay đổi được không? Với điều kiện là khi mọi người tham gia vào cái liệu trình của em thì mọi người sẽ chia sẻ hả? Ôi em ơi, cái chi phí đôi khi Tuyến cảm thấy á, cái chi phí marketing thật sự là một cái chi phí rất là khủng để mà nó tăng cái độ phủ đến tất cả mọi người. Nhưng mà đôi khi những người ta rất là nhiều tiền, người ta muốn đi nhanh, không, người ta muốn đi nhanh. Nhưng mà thật sự ra là một cái kênh marketing mà nó hiệu quả nhất đó là bằng qua cái hình thức truyền miệng. Ba truyền miệng, bởi vì là truyền miệng ở đây đó chính là cái vấn đề lòng lòng tin. Ta nói là nó giống như là mọi người thấy rằng trên một cái bất cứ bây giờ, từ vấn đề ăn uống, từ vấn đề mua sắm, từ vấn đề spa, từ tất tần tật nhiều vấn đề sẽ đều xoáy vô cái chuyện là trước khi mọi người muốn quyết định chọn lựa hoặc là mua một cái sản phẩm đó, mọi người sẽ xem cái review. Và một cái khi mà cái người được review thì giống như một cách để họ truyền miệng, chứ cũng không còn xem quảng cáo hay là xem chương trình khuyến mãi nhiều nữa ha. Chương trình khuyến mãi có ý nghĩa. Ok, thật sự là ngoài mong đợi. Nói chung là chị cũng đọc sách, nhưng mà đây là một trong những số ít những quyển sách hiếm hoi mà chị đọc được mà chị cảm nhận được hả. Nói về một chút về cái vấn đề quyển sách ha. Quyển sách đầu tiên là Tuyến được tặng, thật sự ra là bởi vì ta nói là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Tuyến cũng không nghĩ rằng là mình cứ nghe nhà sách, lần nào vô nhà sách mình cũng mua bút, mua viết, mua thước, mình mua cơm ba, rồi mình không bao giờ mình mua sách hết trơn. Tại vì thời đi học đó với Tuyến, cái sách đó là sách giáo khoa ha. Rồi bây giờ mình cũng không có một cái network về sách, và nghĩ mà lần đó là Tuyến, mỗi lần Tuyến đọc sách là Tuyến cảm thấy Tuyến rất là buồn ngủ. Và Tuyến tự cho mình rằng là ôi vậy là mình không có khả năng đọc sách rồi. Mọi người biết Tuyến đọc chừng 3 hàng, kể cả Tuyến mới ngủ dậy Tuyến đọc 3 hàng Tuyến cũng buồn ngủ. Và Tuyến cảm giác như Tuyến bị nhảy chữ á. Để mà đọc hàng này,
mình không tập trung được, cái đầu óc của mình nó cứ bị trôi trôi đi đâu á. Và cái điều đó và Tuyến khẳng định rằng Tuyến không đọc được, và Tuyến không đọc sách. Cho đến một ngày đẹp trời thì Tuyến mới hiểu rằng là Tuyến mới đọc một cái tựa đề trên Google, trên Facebook hay đâu nôm na đại loại là đâu đó mạng xã hội, thì có nói rằng là hello, buổi tối chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé Kim Tuyến. Bên gia đình đây Tuyến đang gia đình Tuyến hôm nay hơi đông nha, thêm hơn 70 thành viên lận. Ok, welcome anh Nhân Nghĩa đến với gia đình Hết Tóc Kim Tuyến và đến với Kim Tuyến. Hello bạn Ali Điệu, hello bạn Hùng Hồ Đắc. Thì cái thời điểm đó thì Tuyến cảm thấy mình không có khả năng đọc và Tuyến bỏ cuộc chuyện đọc, cho đến khi mà Tuyến lên Google Tuyến thấy rằng những khó khăn bạn sẽ gặp phải khi bắt đầu đọc sách. Thì trong đó nó kèo có nói những cái điều mà Tuyến trải qua, đó là mình đọc sách là mình buồn ngủ, mình đọc sách mình bị nhảy dòng, nhảy hàng. Dạ, em cảm ơn chị Cúc yêu nha, em cảm ơn chị Cúc yêu đã dành cho em một cái tình cảm rất là special, em cảm ơn chị. Ok, thế xin phép quay lại câu chuyện của mình. Thì khi mà như vậy và họ nói rằng và trong cái bài viết đó nói rằng ok, cái điều đó là điều bình thường, ai cũng sẽ như vậy. Nó giống như mình đi học tập bơi, tập chạy xe đạp thì lúc đầu mình cũng sẽ té, mình đi tập patin chẳng hạn, mình đi là mình cũng sẽ té, mình bầm mông, mình lát đầu gối hay mình trật chân hay là mình chấn thương, đó là cái điều rất là thường tình. Nhưng mà sau đó thì ai cũng vậy, vừa qua cái giai đoạn khó khăn đó thì mình sẽ thỉnh được chân kinh, là mình sẽ đi patin được. Thì cái việc đọc cũng vậy, mình cố gắng, mình đừng bỏ cuộc, mình cứ đọc kệ nhảy thì cứ đọc lại thì cái từ từ não mình nó sẽ hiểu được, nó sẽ làm quen được với cái việc đọc và mình sẽ không còn bị nhảy hàng nữa. Và lúc đó Tuyến mới biết rằng mình có khả năng đọc sách, mình có khả năng đọc sách. Và Tuyến ồ vào những đọc rất là nhiều sách, đọc rất là nhiều sách. Có khi Tuyến đọc Tuyến bị ghiền. Thường thì sách Tuyến đọc nó không phải thiên về sách tiểu thuyết, Tuyến không đọc tiểu thuyết. Bởi vì là Tuyến cảm thấy tiểu thuyết ủy mị quá. Tuyến cảm thấy ủy mị quá. Tuyến thấy là cuộc đời này nó cũng lắm chua nhiều đắng rồi. Nên là cũng không có nhu cầu để mà biết được là không phải một mình bạn lắm chua nhiều đắng, có rất là nhiều người ha, chẳng hạn giống vậy. Thì nên là sau đó thì Tuyến đọc những cái vấn đề về mở mang những quyển sách, về mở mang kiến thức thì thấy khá là ok mọi người ạ. Khá là ok. Không hẳn là nó giúp được gì cho mình liền đâu, nhưng mà nó giúp mình có một cái kiến thức cơ bản, một cái kiến thức nền, sau này mình sẽ dùng, mình ứng dụng nó. Mà đôi khi mình ứng dụng nó mình thấy là trời ơi, sao mình nhiều quá, sao mà nhớ. Không phải mọi người ạ, nó giống như mình tập xe đạp vậy đó, nghĩa là kiến thức nó đi vào mình và nó ở đâu đó, và cái bộ não của mình nó rất là hay. Hello Minh Bảo, hello em, wow, welcome em hôm nha, hôm nay xem livestream của chị Tuyến, hello em. Ok, dạ ok. Thân Nguyễn, chị có thói quen đọc sách thế nào ta? Em thì chỉ đọc mỗi lần một chương để dễ tiếp thu, thì mình cứ đọc thôi em. Nhưng mà đương nhiên mình sẽ chọn những cái quyển sách mà đừng nói quá dài. Nó mình đầu tiên là mình chọn những quyển sách mỏng đó. Thì như quyển sách này là dày rồi nè, đúng không? Quyển sách này nó là khoảng hơn 300 trang. Quyển sách này chắc có thể là quyển sách giấy hơi dày, nó là 294 trang. Thường quyển sách này khoảng 300, nhưng quyển sách này có 294 trang. Bởi vì là đội này sách xịn nên là giấy nó hơi dày. Thì mình đọc hết khoảng tầm 200 trang thôi. Và mình đọc những hết đó có từng phần, từng chương một. Và mỗi một chương nó sẽ khép lại một cái vấn đề, và một cái chương khác là một cái vấn đề khác, mở và đóng, mở, đóng, mở, đóng, mở, đóng như vậy. Thì mình sẽ đỡ phải ngán. Mình cảm thấy là mình vừa hoàn thành cái này xong, rồi mình sẽ hoàn thành cái khác, mình sẽ hoàn thành cái kia. Cái cảm giác khi mà mình hoàn thành một cái gì đó, đó là một cái cảm giác mình cũng rất là freedom, rất là tự do. Thì nên rằng là đối với cái việc mà mình đọc những sách nó dài, một tiểu thuyết mà hết một cuốn dày như vậy nè, mình nó lâu lâu có được cái cảm giác gọi là mình chiến thắng một cái điều gì đó, mình hoàn thành một điều gì đó, mình tự do một cái điều gì đó. Thì năm nay nó là như vậy. Vương Minh Châu, hồi chiều nay thì Tuyến có nghe, nói chung là Tuyến hôm nay thì Tuyến có nghe một câu chuyện thì nó cũng đang xôn xao về cuộc thi Hoa hậu vàng Hoàng Vũ. Không biết diễn ra ở nước nào ta, cũng không nhớ diễn ra ở nước nào nữa. Thì mọi người ơi, Hoa hậu Hoàng Vũ quốc tế nha,
freedom là cảm giác tự do đúng không chị? Cảm giác tự do, thoải mái đúng không chị Vivian? Hello bạn Châu Vui. À, mọi người biết cuộc thi Hoàng Vũ đang diễn ra luôn, chưa có kết quả đến thi nước nào hay không? Cho Tiến biết với hả? Nói chung là đang diễn ra thì trong đó là khá ấn tượng với Hoa hậu Thái Lan. À, cô này nghĩ là thi đậu được Hoa hậu Hoàng Vũ ở trong thành nước Thái Lan và tiếp tục lấy cái danh hiệu đó để thi Hoa hậu đại diện cho đất nước Thái Lan đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ thế giới. Thì cô nàng cao 1m83. Wow, một cái thân hình khá là đồ sộ ha. Nhưng mà không những nổi trội về chiều cao mà nó còn gây ấn tượng bởi chiều ngang. Nhìn cô nàng rất là mập mạp, đô con, rất là đô ha. Nhìn rất là đô con. Thì là bạn nghe hình như là có số đo là cân nặng là mình như là 70 71 kg, 71 75 kg gì đó. Thì nên là nhìn rất là thô và cảm thấy hôm nay cô ta đi không có một cái chút xíu thần thái, một cái hồn nào hết, không có một sự tự tin nào hết. Thì mình cảm thấy khá là tiếc, có nghĩa là tiếc là có nghĩa rằng là thật sự ra mọi người xem phim Thái Lan, mọi người thấy diễn viên Thái Lan quá đẹp. Đẹp ơi ôi thôi là đẹp, mà đại diện một cái biểu tượng sắc đẹp của nước Thái Lan đi thi mà lại một người gọi là ok, chứ không đánh giá về cái tiêu chí sắc đẹp, bởi vì cái tiêu chuẩn sắc đẹp mỗi nước nó khác nhau và mỗi người nó cũng khác nhau nữa. Thì đây là cái câu chuyện này thôi, là cái câu chuyện của ban giám khảo, nhưng mà mình có thể quyền nói rằng thần thái thì mình có thể phải nói là đánh giá được cái việc có thần thái với không có thần thái. Nghe nói Sài Gòn bữa nay lạnh, nhìn Kim Tuyến có vẻ như đang lạnh, mặc áo ấm vào. Ok, Kim Tuyến fine, Kim Tuyến cũng không có lạnh lắm đâu bạn Thắng Trương ơi, cảm ơn bạn. Hồi chiều nay thì thật sự là hơi nóng ha, hơi nóng, nhưng mà bây giờ thật sự gió mà nó có pha một cái luồng hơi lạnh lạnh mùa thu ở đâu đó chẳng hạn, rất là ok. Thật sự là tối nay mà đi ra đường phải không, với người yêu ha, tay trong tay ôm ôm đồ nói chuyện về tương lai cũng là cái rất là ok ha. Cái trời này nó Đà Lạt lạnh hơn trời này một chút, nhưng mà đối với thành phố Hồ Chí Minh mà trời này thì là quá tuyệt vời. Chúng ta đang phải tận hưởng cái cảm giác này. May mắn là tiếng của cái cây này, cái tùng cái bách này nó che lại, nên rằng là không cảm thấy quá lạnh, chứ không có là cũng hơi mệt mệt á. Ok, số 03 ha. Thì nhà mình đặt số thì cái quà tặng hôm nay đó là chai sữa tắm ha. Sữa tắm hiệu Avis Roger của Pháp ha. Đây là cái thương hiệu mà đây là hương hoa sen. Ở đây là thương hiệu của Pháp ha, sẽ dành tặng đến cho mọi người. Trong vòng hôm nay thì sẽ có hai vòng quay số, hai lần quay ha, mọi người đặt số ha. Và tiếng quay sẽ dành cái thưởng đi cho mọi người. Ok. Thì bây giờ thì Tuyến sẽ đọc tên danh sách những người mà đã đổi avatar hoặc là ảnh bìa của phim Đố Bà Biết Nghĩa Đen Mỹ Gì để cùng với Kim Tuyến quảng bá cho phim. Thì đây là món quà là quyển sách Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất, thì Tuyến xin gửi đến tất cả mọi người. Và bên đây Tuyến sẽ đọc danh sách những người sẽ được tặng món quà này. Thấm thoát đã 6 tháng rồi. Ok, trong danh sách này sẽ có 28 thành viên ha, 28 người. Đây em có hai chai. Ok, thì đầu tiên thì người đầu tiên mà không phải là Cao Vi cảm ơn không, ekip cảm ơn không, mà Kim Tuyết cũng cảm ơn là chị Cúc Nguyễn. À dạ ok, Ban Sâm cảm ơn chị Cúc Nguyễn. Ok, nhà hát to Kim Tuyến mình welcome, cảm ơn chị Cúc Nguyễn ha. Ban Sâm ạ, tăng cường sức khỏe tuổi trẻ bền lâu chị Cúc Nguyễn ha. Ok, và chị Cúc Nguyễn cũng là khán giả sẽ nhận
quyển sách Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới này từ Kim Tuyến như là một cái lời tri ân. Tuyến dành cho chị đã luôn ủng hộ những điều, luôn tin tưởng những cái điều mà Tuyến muốn chia sẻ với mọi người. Em có nhiều không có đủ hả? Thì bởi vậy em đâu có tính đi chở củi về rừng đâu. Cái chai này nó nặng, rồi bây giờ nhập khẩu về đây, từ đây chở qua bên Mỹ nữa. Em cảm thấy giống như là mình làm để cho công ty vận chuyển họ họ được hưởng lợi vậy đó. Em cảm thấy là như vậy rất là sàng xê luôn. Ok em, chị Cúc Nguyễn, chị Vivian Nguyễn, chị Yến Lê, bạn Ngọc Hiền, Thùy Phương, chị Hà Thị Mỹ Linh, bạn Thúy Hồng, bạn Võ Tấn Thảo, bạn Lương Susan Nguyễn. Lương Susan Nguyễn là một đại lý của Hector Kim Tuyến. Ngọc Hiền cũng là một đại lý của Hector Kim Tuyến. Bạn Trung Tính Dương, chị Nguyễn Huyền Châu, chị Nguyễn Hình Châu cũng là một đại lý của Hector Kim Tuyến. Em khoái miệng mà em nói thiệt mà em rất là thực tế luôn á. Nên là đôi khi mọi người nói tiếng giống như chị Anh khéo miệng hay là nói tiếng theo kiểu khéo, và tiếng không khéo đâu thì có sao, tiếng nói vậy thôi. Nên là thật sự là nếu mà nhìn một góc độ đầu tiên thấy cảm thấy mình dở, bởi vì là mình chỉ biết nói sự thật thì thật sao mình nói vậy. Nên đôi khi những cái người mà họ có thể nói khác sự thật thì tiếng cũng để họ nha. Họ có một cái khả năng sáng tạo, tạo dựng một cái gì đó qua cái suy nghĩ của họ, tiếng cũng cảm thấy nể phục quá chứ. Ok, tiếp tục với sách của mình. Thứ ba, Chùm Lan Thanh Ngay. Chùm Ngay Thanh Lan cũng là một đại lý nhà Hector Kim Tuyến. Bạn Thiên Tuệ, Kiều Thu, chị Rose Võ, bạn Nhi Lâm, Minh Thiện, Thùy Phương, Thế Bảo, Linh Trang Võ, em Thịnh Loan Gia, em Huệ Mơ, chị Trần Thị Thanh Ánh, bạn Ngọc Thu, bạn Thi Lu, bạn Hà Quyền Đăng và Hương Võ, và cuối cùng là em Ngọc Linh. Ok, là cảm ơn tất cả mọi người. Mình đang tính dùng một cách cảm ơn mới rồi không làm sao để quyết sách đi không đó. Ok, cảm ơn tất cả mọi người ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với Kim Tuyến, cũng giống như những sản phẩm phim ảnh của Kim Tuyến, để đưa những cái sản phẩm này đến gần với lại công chúng hơn, đến gần với khán giả hơn. Và khi nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả thì Tuyến cảm thấy cái tình yêu của mình nó lớn hơn đối với nghệ thuật. Và khi mà cái tình trong con người mình sở hữu một cái tình yêu lớn nào đó thì mình cảm thấy rất là ấm áp. Mình cảm thấy mình không bị mất phương hướng. Mình cảm thấy rằng là mình phải làm tốt tất cả mọi thứ, ít nhất là những thứ liên quan đến cái tình yêu đó. Ok, dạ hello, em chào chị Phượng, em chào chị. Nhịn ăn nhì, nghe chờ đọc tên. Ok, bộ phim này rất là hay hả? Ok, nhịn ăn nhì. Không ăn nhất phải không? Nhưng mà vẫn nuốt người về 3, về 4 chứ gì, đúng không em? Ăn nhì cũng được rồi, ăn hàng thứ 3, thứ 4 rồi chặt heo này nọ nữa, ok, cũng đủ xã hội mà. Ok. Khoe với nhà mình, thật sự khoe thì nó cũng hơi over. Chị có xem phim sao chỉ được một cuốn sách vậy em? Quyển sách này không dành cho những người xem phim, mà dành cho những người để avatar và hình nền phim Đố Ba Biết Mẹ Đang Nghĩ Gì. Đây là cái khẩu trang. Đây là khẩu trang này Tiến được tặng. Nó rất là ok, thoải mái, cảm thấy yêu hơn công việc đeo khẩu trang của mình. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nó không phải nằm cái khẩu trang, mà nằm ở một cái sợi dây này. Sợi dây đeo cổ, đeo khẩu trang. Tiến thấy cái dây này rất là tiện, nó không còn cái gì là mới mẻ đâu mọi người ạ. Thì khi mà mình đeo cái sợi dây này vào á, thì có nghĩa là đôi khi mình đi đâu á, mình ngợp á, thì mình kéo xuống đây á thì nó không hay. Thì khi mà mình bằng cái khẩu trang của mình á mà cứ gọi là để lên bàn thì nó cũng dơ, đúng không? Đôi khi nó bị rớt dưới đất thì tôi cảm thấy rất là gọn. Là có nghĩa rằng là mình đeo khẩu trang vô thì cái này nó coi như là giống như hồi xưa mình đeo mắt kiến vậy đó. Thì cái này là mình không có cần phải sợ nữa, mình cứ tháo ra thôi.
ha, mình cứ tháo ra, mình không cần hóa trang nữa, khi mà mình cần thì mình có thì mình đeo lên. Thì Tiến cảm thấy cái gì đó là tiện. Thì là trong ngày hôm nay ha, trong ngày hôm nay mọi người mua bất cứ sản phẩm nào từ TikTok Kim Tuyến, bất cứ sản phẩm nào thì mọi người cũng sẽ đều được tặng một sợi dây như thế này, một sợi dây như thế này. Thì ở đây Tiến có hai màu, hai màu để mọi người lựa chọn. Đúng thiệt là chị rất là ít tham gia, chị rất là vì chị thấy mình không có hợp với lại game show lắm, mình không thấy tự tin khi trên sân khấu lắm. Một cái sợi dây kia là cái sợi dây Tuyến đang đeo rồi, một sợi dây này nó màu xanh này. Ok, mọi người có thể dùng đeo để cái khẩu trang khá là ổn, khá là dễ thương. À, đi hóa trang với hả? Rồi bây giờ em lại trở củ về rừng, chúng ta lại đi một vòng cho cái câu chuyện ship. Em còn cả một thùng khẩu trang luôn đấy chị Vivian ơi. Ok la, thì trong đây tất cả những cái đơn hàng, mỗi sản phẩm đều được một món quà tặng như thế này. Và kể cả những người quay số thì xin Nguyễn nhớ kiểm tra dùm chị Tuyến là trước khi mình công nhận số thì xem mọi người có chia sẻ không hết. Ok, hôm nay thì khi mọi người nhận quà quay số thì cũng sẽ được tặng một sợi dây như thế này kèm theo quà tặng. Nói chung là hôm nay thì nhập tràn quà tặng là sợi dây này ha, sẽ dành tặng cho tất cả mọi người. Giống như chị Cúc Nguyễn vừa rồi là vừa mua ba hộp sâm thì sẽ được tặng ba sợi dây như thế này ha, để mà đeo với khẩu trang. Tây Ninh hiện tại nơi là có số ca nhiễm cũng khá là khủng, nên rằng là chị Cúc Nguyễn nhớ giữ gìn sức khỏe ha. Làm sao có thể quên em được đây? Không được đâu, chị đừng có cố gắng, không được đâu. Em nói rồi, không được là không được mà, đừng có cãi em không có được đâu. Thật sự ra làm đây không phải là lần đầu tiên Tiến nghe câu hỏi như thế này, làm sao có thể quên em được đây. Hồi xưa Tiến cũng suy nghĩ rằng đôi khi Tiến mắc cười lắm, Tiến muốn cố quên một điều gì đó, cố quên một ai đó, cái xong Tiến làm một cái tên chiếc, nói chung là lúc đó điện thoại hồi xưa nó cũng, nói chung mình làm cái gì thô sơ, Tiến lấy một cái tờ giấy A4 Tiến viết chữ lên là mình phải quên, và Tiến chụp màn hình lại. Vậy chị chốt một thùng sâm, một thùng sâm đi đâu chị, thì đâu dùng sâm, chị dùng sợi sấy đi chứ, chị đã quên sợi sấy nhưng quên một dòng sông rồi chị Vivian. Đi ship qua Mỹ, chị muốn ship qua Mỹ một thùng sâm hả chị Vivian ơi? Sẽ vẫn có dây này cho mọi người ha, một sản phẩm sẽ được một sợi dây này để dùng để đeo khẩu trang rất là tiện lợi. Nhưng mà khi mà để màn hình như vậy thì tôi cảm thấy giống như mình, nó giúp mình nhắc đến cái điều đó đó. Mình nhắc đến cái điều đó và mình cảm thấy mình càng khó quên hơn, và tôi cảm thấy rằng đó không phải là một cách. Vậy thì cách nào để quên cái điều đó? Đó là tôi tự hỏi rằng là tại sao mình phải quên, trong khi những cái điều gì đó đến với cuộc sống của mình chấp nhận sự ở lại của nó thì ít nhiều nó cũng, mình khi mình phải thấy được những cái điều hay, những cái điều tốt đẹp thì mình mới chấp nhận để nó ở lại, đúng không? Thì tại sao mình phải cho qua một cái mối nhân duyên, tại sao mình không nhìn những cái mối. Ủa vậy á hả, để em check inbox, em không thấy inbox gì có nói với sợi sấy hết đó chị Vivian ơi. Mà thật sự sản phẩm sợi sấy khá là ổn mọi người, rất ổn luôn, rất ổn luôn. Nhưng mà nó lại là Tiếng uống thì cái sức khỏe Tiếng cũng khá là ổn hơn, nhưng mà đôi khi Tiếng hay bị lười không uống thường xuyên, nhưng mà uống thì nó khá là ok. Ừ thì đúng là thôi thì đừng quên, ok, để em sẽ check inbox. Ok, cũng là một cách cô quên để thêm nhớ, thôi thì cô nhớ để mà quên. Dạ, chị em Diễm. Yeah, đồng ý, hợp lý. Yeah. Ok. Để tính check inbox. Yeah.
Vừa có sợi sấy và có nhị hoa nghệ tây, trời ơi cái này là nhà vô địch rồi, ai mà địch lại bằng đây. Đó là ok không, nhà mình vừa sợi sấy và vừa nhị hoa nghệ tây. Nhị hoa nghệ tây giúp ngủ ngon nè, rồi rất là tốt cho nội tiết tố nữ, khá là ổn ha. Ok trời đất ơi, chơi uống uống mỗi ngày một hộp, là uống mỗi ngày một hộp sẽ sấy là 5 gram là chảy máu cam luôn á chị Vivian Nguyễn à, chị đừng có hù dọa em đến như thế. Ok Thế Bảo, chị cảm ơn Thế Bảo rất là nhiều. Nếu mà như vậy thì chị sẽ chỉ cần gửi về một địa chỉ thôi đúng không? Ok, sách của Thế Bảo và Minh Thiện sẽ gửi về, của Kiều Thu phải không em, sẽ gửi về cho Kiều Thu đúng không? Xin ơi xin nốt lại thông tin này giúp chị ha. Sách của bạn Minh Thiện và Thế Bảo sẽ gửi về cho bạn Kiều Thu ha, và chị Cúc Nguyễn ngày mai cũng sẽ một những quyển sách này từ Kim Tuyến ha, như là một lời tri ân. À 4 ngày một hộp thì ok, chứ mà 1 ngày một hộp là chảy máu cam luôn. Nhưng mà em nghĩ là 4 ngày một hộp, 5 ngày hay 1 tuần một hộp em thấy cũng ok. 1 tuần một hộp em thấy cũng ok. Ok, Thu là Kiều Thu đúng không em? Tại vì ở trên tài khoản này là có, chị nghĩ là Kiều Thu mà. Mê bóng đá mà không quên điểm hẹn cuối tuần tại hashtag Kim Tuyến, mình đặt 2 collagen 100 nhé. Ok, cảm ơn chu giám. Ủa, phải đeo cái này chứ. Ok, cũng được. Cái khẩu trang này rất là thoải mái. Ok, cảm ơn hashtag Kim Tuyến. Ôi, cảm ơn bạn chu giám. Vì liệu. Ok, cảm ơn chu giám rất là nhiều ha. Cảm ơn em với một cái đơn hàng yêu thương này. Ok. Thì bây giờ mình quay số đi hả? Mình quay số 1111 qua một lần đi. Mình sẽ quay số một lần. Sau đó mọi người cứ tiếp tục đặt số ha. Quà tặng sẽ là một chai sữa tắm Yves Rocher của Pháp này, kèm với lại một dây đeo khẩu trang. Thon 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 thon. Không biết có số này chưa? Con số gì đây, gì ra mà có mấy con số 15. 15 trên thành phố Hồ Chí Minh, Quang Vinh. Ok 15 nhà mình ơi, 15 15 15 15. Ok thì để trong thời gian chờ đợi mình có thể là cho một cái tín hiệu mạng nào đó thì chúng ta đăng ký tiếp theo ha. Số 34. Số 34 ạ. Oh yeah, wow, bravo. Ok, cô Trần Thu. Ok, cô Trần Thu ơi, có hy vọng là cô Trần Thu vẫn còn đang on ở trong chương trình đúng không ạ? Cô Trần Thu ơi. Lớp 28. Dạ rồi, ok em nghe rồi. 34 không có. Ok, thank you Jean. Cô Trần Thu ơi, cô Trần Thu có đang ăn sống không? Con sẽ gửi cô Trần Thu một món quà qua số ngày hôm nay. Đó là một chai sữa tắm hoa sen, hương hoa sen đến từ thương hiệu Yves Rocher của Pháp. Ok, có nghĩa là đâu đó. Cô Trần Thu ơi. Lâu lắm rồi con chưa thấy cô Trần Thu trúng thưởng. Và hôm nay cô Trần Thu trúng thưởng. Thật là hay hay hay. Yeah, có cô đây rồi. Cô ơi, cô là người may mắn với số 15 cô đặt, và với điều kiện hợp lệ đó là chia sẻ buổi livestream này. Con xin phép đại diện nhà hát tóc Kim Tuyến gửi đến cô món quà này thay cho lời tri ân. Cảm ơn cô đã tham gia cùng với những chương trình khai thác kinh tế. À,
đặt 31 sau 34 hả? Thôi lần sau thì chị cứ đặt 34 đi thì nó sẽ ra 31. Năm nay nó là như vậy. Ok, làm sao em biết được đây? Làm sao biết được? Biết được được đây. Ok, ok cô Trần Thu. À vậy thì con chờ đợi thêm một chủ nhân nữa cho một cái món quà thứ hai này ha. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi. À, hình như trong cái danh sách vừa rồi con không thấy cô Trần Thu ta, hay là con nhớ lộn ta? Con không thấy cô Trần Thu có đổi avatar ha. Nếu như cô Trần Thu đổi avatar thì con tặng cô Trần Thu quyển sách này, cũng nó sẽ giúp ích cho cô. Có vòng ngoài nào trúng chị Tuyến không hả? Nếu mà trúng chị Tuyến rồi, trúng một lần rồi xong rồi chị giải thưởng được ship đi rồi sau đó thì sao nữa? Ai live stream đây hả? Tuần này có người trúng chị Tuyến rồi, tuần sau thì lấy ai là live stream, thấy ai là quay số đây, khổ quá. À ha, ok thì Tuyến cũng tranh thủ cũng chia sẻ về hai dòng sản phẩm này ha, về hai sản phẩm, về tan tàn hay toa xăm. Tan tan dòng thứ hai đó là về collagen. Collagen thì đây là những dòng sản phẩm quyển sách em tặng cho em Thu nha chị. Em Thu nào ta, hôm nay là Kiều Thu hay là Ngọc Thu ta? Hình như là Kiều Thu cũng được tặng một quyển sách đó. con đúng, con mừng, con chị con mừng chứ, chị con rất là mừng, bởi vì rằng là nghệ sĩ mà thường cái gì đó vẫn thích thiên về cảm xúc hơn, thiên về tình cảm hơn. Nên là khi mình yêu mến thì mình muốn rằng là những cái điều tốt đẹp sẽ đến với người đó, thì khi người đó trúng thưởng thì giống như cái điều mình mong muốn nó được thành hiện thực, nên là cảm giác mình rất là vui, đơn giản như vậy thôi ạ. Ok, còn cái này hả, đây là dòng về sản phẩm collagen. Thì mọi người cũng biết rồi đó, cái tên collagen thì khỏi cần phải giới thiệu collagen là gì nữa, mọi người đều đã biết rồi, làm cho sản phẩm làm đẹp da. Thì nếu mình dừng tới đó thì đúng, nhưng mà chưa đủ. Chị tặng em sách á, chị em yêu Kiều Thu hả? Ngọc Thu yêu Kiều Thu hả? Một tình yêu như thế nào em? Một tình yêu ban sơ không em? Trần Thu chỉ có em trúng em ấy không vui thôi. Ê, không có nha, cái này không có gấp lửa bỏ tay người nha. Sao chị với anh chú ấy không vui được? Ok, ok mọi người nhớ ha, mọi người chỉ đặt một số thôi, bởi vì là mọi người đặt hai số thì là mọi người sẽ phạm quy và mọi người sẽ không được công nhận. Thực sự ra là đây là trò chơi thôi mọi người ạ. Mọi người cứ đặt vui và nói chung là may mắn, mọi người không biết được cái con số trúng là con số nào đâu, mọi người cứ là vô tư đi. Mà đôi khi Tuyến cảm thấy rằng là cái sự vô tư của mình làm cho mình may mắn thật sự. Mà đôi khi cái gì đó người ta nói rằng người tính không bằng trời tính, không, ở đây thì Tuyến không có nói cái vấn đề về tâm linh tín ngưỡng nào hết, nhưng mà đôi khi cái sự vô tư của mình thì nó luôn luôn mang đến cho mình những cái điều tốt đẹp ngoài mong đợi. Ok Kiều Thu ơi, vừa hồi nãy nó là Thế Bảo gửi sách cho Kiều Thu đúng không? Là Bảo, Thế Bảo và Ngọc Thu sẽ gửi sách luôn cho Kiều Thu đúng không? Thế Bảo cũng yêu Kiều Thu, rồi Ngọc Thu cũng yêu Kiều Thu, rồi bây giờ thêm chị Tuyến nữa đúng không? Trời ơi, Ngọc Thu, Kiều Thu sướng quá ta. Hồ Tháp 10, xin chào bạn Hồ Tháp 10. À ok chị Tuyến, ok số 13, em nhận được số 13 rồi ạ. Ok ông chị em mình đâu một cái nè. Ok mọi người thấy tài khoản là Facebook là Kim Tuyến đúng không? Thì đây là một người chị mà Tuyến vừa gặp cách đây vài ngày. Nói chung rằng là mỗi xứ nó là hữu duyên, nó hữu duyên
chứ mình cũng nghĩ rằng là mình không hiểu tại sao nó lại xảy ra như vậy, nhưng mà nó đã và đang diễn ra. Và Tuyến chia sẻ cái vấn đề này một trong cái tinh thần rất là vui, để muốn nói rằng đây là thật sự, đó là một mối nhân duyên lành. Chị xem video tâm linh hả? Em nghĩ không nên đâu. Hello Thiên Tệ, see you morning. Sáng mai gặp nha Tuệ ơi. Thì Tuyến quay lại câu chuyện của Kim Tuyến nhỏ và Kim Tuyến lớn. Ok chị Kim Tuyến ơi, em Kim như vậy cũng ok đúng không ạ? Thì hai chị em nói chung mới gặp nhau. Đương nhiên chị Tuyến là một thành viên mới, là một đại lý mới của team Hector phân Kim Tuyến, phân phối những sản phẩm đông trùng hạ thảo Hector. Thì những người mẹ dường như đã là, đó là một trong những người mẹ nè. Tuyến cũng là mẹ, chị Kim Tuyến cũng là mẹ ha, của các con. Rồi Tuyến và chị Tuyến đều có một cái lòng tin về một cái sản phẩm, đều là những người phụ nữ muốn vươn lên, muốn tự lập, muốn tự chủ về tài chính của mình, là những người phụ nữ mà muốn tôn vinh cái tinh thần về những cái sản phẩm chất lượng của Việt Nam ha, giống như người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Nói chung là đó là một cái số một số vài điểm chung mà giữa Tuyến, em phải cảm ơn chị mới đúng, em phải cảm ơn chị mới đúng. Cái ngày hôm mà chị mình gặp nhau á là em đi rất là nhiều show trước đó, em vừa đi quay vừa đi chụp, rồi vừa đi thu tiếng nữa. Nói chung là khá là mệt. Và dường như là cái cuộc nói chuyện giữa chị Tuyến và Hà thì là làm em xua tan hết mệt mỏi luôn. Nói chung mình cảm thấy đây là, không biết mọi người như thế nào, đối với Tuyến thì cái tinh thần nó cực kỳ là quan trọng. Khi mà mình vui, khi mà mình cảm thấy mình tin tưởng vào một cái điều gì đó, khi mình thấy rằng là mình được lắng nghe và mình được chia sẻ, thì mình cảm thấy đó là một cái bài thuốc hữu hiệu mà nó chỉ xua tan những cái mệt mỏi. Khi mình được làm những gì mình thích hả? Dạ trong theo cái bản thống kê thì thật sự ra danh sách này đã được thống kê từ rất là lâu rồi ạ, con giữ lại rất là lâu rồi ạ. Nhưng mà trong danh sách này là con cũng đang hiểu là tại sao không có tên của Thu ở trong đó, thì con cũng chưa hiểu được. Hello Tâm Lê, lâu quá rồi chị mới tụi Tuyến mới gặp em. Em khỏe không Tâm hả? Chị hy vọng là em khỏe ha. Hôm nay là một bác sĩ lớn rồi đúng không? Em đang công tác tại viện thẩm mỹ nào hả Tâm? Hello bạn Trần My. Thì nên rằng là cảm thấy chị Tuyến thì sinh năm 87, chị Tuyến thì sinh năm 78 ha. Nói chung là cũng có một vài điểm chung, nhưng mà có một cái điều mà Tuyến rất là ngưỡng mộ với chị Tuyến, đó là một cái sự vươn lên, một cái sự nghiêm túc đâu ra đó, một cái sự biết mình và tự chịu trách nhiệm những gì mình làm, bởi vì mình tự tin rằng những gì mình làm đều hướng đến những cái điều tốt đẹp cho gia đình, cho chồng, cho con, cho bà con dòng họ, cho bạn bè và cho xã hội. Thì cái điều đó em Tuyến cảm nhận được rằng ở chị Tuyến, để cho chị Tuyến cảm thấy rằng là chị rất tự tin để đối diện với tất cả mọi người. Tuyến cảm nhận được chị Tuyến là một cái sự rất là tự tin, chị không làm gì để mà cảm thấy hổ thẹn hết. Đó là một cái điều Tuyến rất là quý, không? Tuyến là quý. Thật sự ra em khá bận. Hôm bữa mà chị em mình ở trên xe, em trên xe về là em lên xe em ngủ khò mất tiêu luôn. Kể cả bữa đó em nói là để em mua hàng em chuyển khoản cho Hà, mà sao em ngủ khò em quên mất tiêu rồi cái tờ giấy đó em để quên trên xe luôn. Rồi tới hôm qua em mới nhớ lại. Nhưng mà trước đó thì em có nghĩ về chị, em có nghĩ về chị và em cảm thấy rằng là đúng, trên đời này còn nhiều người tốt, nhiều người tốt, rất là nhiều người tốt. Và một trong những người tốt đó em nghĩ đó là chị Tuyến. Ok, welcome chị đến với Hector Kim Tuyến. Welcome chị đã bước vào trí nhớ của em, tâm tưởng của em về một người phụ nữ kiên cường. Give it five. Ok, Nguyễn Cường. Ok, xin chào bạn Nguyễn Cường ha. Cô giáo Mai của tuổi thanh xuân.
Đó là cái bộ phim mà Tuyến quay ở Hàn Quốc. Đây là bộ phim Tuyến quay ở Hàn Quốc. Nói đến này chị sẽ quay lại về bộ phim đó sau. Nói về chị Tuyến thì đang làm việc ở đang sinh sống ở quận 9, ở khu vực quận 9 gần Vinhome á. Và nên là nhà mình ở, nếu như ai cần tư vấn về sản phẩm ở khu vực quận 9 gần Vinhome thì có lẽ liên hệ với lại chị Tuyến ha. Chị Tuyến để được chăm sóc tận tình hơn. Chị Kim Tuyến lớn chăm sóc tận tình hơn Kim Tuyến nhỏ, ít nhất là ở khu vực quận 9. Bởi vì là ở xa như vậy thì Tuyến sẽ không có thời gian để mà gặp mọi người. Nhưng mà chị Tuyến nghĩ rằng là khi mà người cần tư vấn hoặc ship sản phẩm thì sẽ ok. Và bên cạnh đó hình như là em nhớ không lầm là chị Tuyến rất là tâm đắc cái món chà bông, đúng không? Món chà bông ông xã, nói chung chà bông heo thôi, nhưng mà chà bông heo ông xã. Bởi vì là ông xã chị Tuyến là người kiên trì ở nhà xé chà bông ha, phụ vợ ha. Đây là một cái điều mà cũng một cái điểm cộng rất là lớn ha. Nên rằng là nhà mình cứ yên tâm về cái độ an toàn. Và sẵn đây thì em sẽ nhắn chị Tuyến địa chỉ để chị Tuyến ship chà bông cho em ha, ship chà bông cho em. Nói chung cái món này mình rất là tiện lợi, nói chung là chống đói rất là tốt ha, chống đói rất là tốt. Em sẽ nhắn cho chị Tuyến ship chà bông cho em ha. Nhà mình có nhu cầu về chà bông hay gì đó thì cũng có thể để số điện thoại ở đây. Chị Tuyến sẽ liên hệ với mọi người để mà giao lấy địa chỉ ha, giao hàng cho mọi người ha. Mọi người ơi, Tuyến có cần nên đeo cái này không? Mình tháo ra cho nó đẹp đi, đúng không? Chà bông ông xã thật mà, bởi vì là do ông xã chị Tuyến làm. Đó là như vậy. Đó là chà bông ông xã được không hả chị Tuyến ơi? Em đặt tên nó ổn không chị hả? Phim cổ đuôi gà. Nói tới cổ đuôi gà, cái thời đó mình hơi mập mạp nha. Thời đó là Tuyến là như 61-62kg luôn á, hơi mập mạp. Sắp Noel rồi, sắp tới sinh nhật em nè. Sướng ha. Tháng 12 là tháng của em rồi ha. Giờ Noel ai là bạn trai em tháng 12 là cũng đắm đuối luôn đó ha. Vừa qua Noel xong rồi tới sinh nhật luôn. Giờ là tháng 12 là cái tháng mà em mong đợi, đúng không? Ok, chị hy vọng rằng là và một cái tháng cuối năm, sau cái tháng này mình sẽ bước vào một năm mới ha. Rất là nhiều cảm xúc cho tháng 12 này. Ok, chúc em luôn hạnh phúc giáo viên ha. Ok chị Tuyến, ok chị Tuyến. Diễm Trang Lê Thị. Ok, xin chào bạn Diễm Trang nha. Chào bạn. Ok. Về hai sản phẩm sâm và collagen thì mọi người không còn câu hỏi nào. Em cho chị thương hiệu luôn á. Em cũng thấy hợp lý. Chà bông ông xã ha, nghe nó hợp lý ha. Một câu chuyện rất là hay, đó là chà bông này do một người đàn ông là chồng chị Tuyến, chị Tuyến đi làm, chồng chị Tuyến ở nhà xé chà bông cho mọi người. Thì cái điều này khá là vĩ đại đó mọi người ạ. Nếu mà mọi người đã có gia đình khá là vĩ đại chị Tuyến ha. Ok, em chúc mừng chị. Em chúc mừng chị ít nhất rằng là chồng chị cũng làm được những cái điều mà nhiều người chồng khác không làm được đâu, em nghĩ vậy. Em nghĩ là vậy, em tin chắc là như vậy. Em sẽ không tiện nói ra những người nào không làm được, nhưng em biết có rất là nhiều người họ sẽ không làm được như vậy. Và chồng chị Tuyến làm được điều này. Em chúc mừng chị. Ok. Cái gì sinh nhật nữa hả? Làm sao mày mai ngày mai sinh nhật chị được? Sinh nhật chị tháng 10 mà. Làm sao mà chị khịa em hoài luôn á, thiệt sự luôn, khịa hoài luôn á, trời. Ok, sẽ là bạn tin tranh ha. Ok, thì Tuyến nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ nói tiếp những cái câu nói hay của một vị nhân. Tuyến do sau khi mà đọc về ông thì Tuyến cảm thấy rằng ông một Jim Rohn xứng đáng là một vị nhân. Và mình hãy đi khám phá vì sao ông là Jim Rohn. Mình nghĩ rằng mình làm những cái điều vĩ nhân đang vĩ ra rất là lớn. Mình làm một cái điều vĩ nhân làm thì tôi nghĩ mình không cũng khó để mình làm một vĩ nhân, đúng không? Nhưng mà mình sẽ không nhỏ nếu như mình làm theo một vĩ nhân. Ok, mình cứ nghĩ như vậy đi. Chứ bây giờ Tiến nói rằng là ok, làm theo vĩ nhân sẽ thành vĩ nhân, thì Tiến nghĩ rằng là chắc là Tiến là làm vĩ nhân, hay là cái người đã biên soạn
thu thập những cái thông tin để làm vĩ nhân rồi. Đẹp của người ấy dù đơn giản nhất. Và thật sự đôi khi những cái điều tốt đẹp nó phải nó đối với từng người, không phải là cái tốt đẹp là cái gì nó phải lớn lao nó mới tốt đẹp. Bởi vì những cái điều đơn giản nhất, bởi vì một cái điều lớn và một cái điều nhỏ nó đều xuất phát từ cái tình thương. Và đối với Tuyến thì cái tình thương nào nó cũng đáng quý, nó cũng đáng trân trọng và nó cũng đều là một cái điều tốt đẹp hết. Tuyến cho là như vậy. Và ngay quá ngay, nếu như chúng ta trao đủ yêu thương thì Tuyến nghĩ rằng yêu cái điều mà chúng ta nhận lại nó sẽ không tệ và nó sẽ đều lớn hơn mỗi ngày. Ok. Chị Tâm Đắc con đàn em hả? Nó đánh vào đúng hồng tâm của chị đúng không? Ok ạ. Sophie rất là mất lịch sự luôn. Sophie. Tại sao lại sủa? Sophie. Không ơi. Tại sao lại sủa? Trong khi mọi người đang nói chuyện mà con lại sủa là sao? Rất là mất lịch sự. Xin lỗi mọi người. Sophie, thành thật khoanh tay lại, xin lỗi mọi người. Oan, không có được sủa. Cái gì mà cái đầu cổ nghiêng nghiêng vậy nè? Khoanh tay lại, xin lỗi mọi người. Không có dám sủa bậy. Lúc mọi người đang nói chuyện nữa. Sophie xin lỗi mọi người. Sophie xin lỗi mami. Sophie sẽ không dám như vậy nữa. Nghe không? Nghe không Sophie? Ok. Không có lịch sự nữa. Ok nha, không có sủa nữa nha. Không có sủa nữa nha. Ôm hôn cái gì? Ôm hôn cái gì ai mà thương. Ok. Ôm xuống đi. Ok, bây giờ Tiến sẽ quay lại tiếp tục 90 câu nói của ngài Jim Bro. Sophie lì, trời ơi, không phải lì, không lì thì đâu là Sophie nhỉ? Ok, chúng ta đã qua 65 câu rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ qua câu 66. Ok, cảm ơn Ngọc Linh. Mọi người có thừa nhận nhìn vào cách Kim Tuyến nói chuyện rất tình cảm và thiện cảm. Mê Kim Tuyến không phải vì mê đẹp à nha. Không phải vì mê đẹp. Mãi xinh đẹp. Mình mê Kim Tuyến không phải vì mê đẹp à nha, mãi xinh đẹp. Nó có bị nó có bị không có đồng bộ lắm không? Ok mọi người. Cảm nhận tình cảm ấm áp từ mọi người. Vậy cái tình cảm nó làm cho mình đẹp hơn cũng chừng. Khi mình được yêu thì mình sẽ trở nên đẹp hơn. Mọi người hãy luôn nhớ điều đó. Nên là mình yêu một ai đó để cho một ai đó đẹp hơn. Và để mình nhận lại được tình yêu thương từ người đó và mình cũng đẹp hơn. Cùng yêu để cùng đẹp, cùng ghét để cùng xấu. Tùy mọi người, xấu hay đẹp là do mọi người. Ok. Thẩm mỹ viện chỉ là phụ thôi đó, phụ thôi, quan trọng là cái bên trong nè. Cái bên đây nè. Cái trong đây và cái trong đây. Đó là cái quan trọng. Cái sắc đẹp vĩnh cửu nó nằm ở trong đây và trong đây. Vừa Merry Christmas, vừa Happy Birthday. Ok. Có một câu nói này Tiến cũng phải học luôn nè. Đừng đọc sách và bắt chước theo, hãy đọc sách và học hỏi. Có những người đọc sách xong mà làm y chang giống vậy. Họ không có, tại vì khi mỗi con người cái điều nó sẽ được phát huy đúng cái công dụng của nó khi mọi người đặt vào đúng cái hoàn cảnh ha, mọi người đặt vào đúng cái khả năng, mọi người đặt vào đúng cái mưu cầu thì nó mới là đúng được. Chứ đôi khi mà mình cứ bắt người ta mình làm theo, nhưng mà hoàn cảnh người ta khác, cái thời điểm, cái thời cuộc đó nó khác, cái thời cuộc này khác, thì nó là mình học hỏi, mình biết được vào đó và mình ráp vào. Em có làm CO2 mà, em có làm CO2 mà, hình như chắc là tuần sau, maybe là
mấy nhỉ? Thứ ba. Có thể là thứ ba em sẽ đi ạ. Ok. Thì là mình sẽ, nên là mọi người đừng, người ta nói mình học vẹt á, nếu mình học tại sao mình làm y chang vậy, mình học vẹt, mình nắm tinh thần đó và mình ráp lại của mình thôi. Bởi vì là có những cái mình cũng không làm được đâu, bởi vì có những cái nó thiên về cái này dành cho đàn ông thì phụ nữ sẽ không làm được. Ở có những cái thiên về nó phù hợp với thời cuộc lúc đó, cái thời cuộc lúc này mình sẽ không làm được ha. Thì nên là mình chỉ học hỏi thôi chứ mình đừng có bắt chước theo, mình bắt chước theo rất là dễ thất bại. Nó đông đông đếm như vậy nè mọi người. À, anh Ngàn á, anh Ngàn tóc đẹp, tiếng hay làm anh Ngàn tóc đẹp. Ừ đúng rồi, mình bắt chước nó sẽ học vàng, nó phải thích ứng với cái hoàn cảnh của mình ha. Đêm nay mất ngủ vì cô gái này rồi. Ok, I love you. Ok, tiếng nói thí dụ như anh Ngàn tóc đẹp, anh Ngàn nói tóc đẹp, nói tiếng rằng là mỗi lần mà tiếng cắt một cái kiểu tóc nào á thì rất là nhiều người là đến tiệm Ngàn tóc đẹp nói rằng là cắt tóc giống y chang Kim Tuyến. Và nhưng mà mọi người biết rằng là tóc của Tuyến thật sự ở phía trước trái Tuyến có một cái sấy ha, Tuyến có một cái sấy. Thì cái sấy này làm cho tóc Tuyến nó sẽ như thế này, mọi người thấy không? Nó dựng đứng này chính là cái sấy tóc nó làm cho đứng. Và thứ hai là cái sợi tóc của Tuyến nó dày, nó khá dày. Thì nó là Tuyến sẽ dựng kiểu tóc này, nó sẽ giữ được cái nếp. Và tóc Tuyến cũng nhiều nữa thì nó mới ra được cái kiểu này. Nhưng mà mọi người thì sẽ thấy ok, tới cắt cho Tuyến. Và đôi khi anh Ngàn anh cũng sơ suất thì cắt Tuyến xanh tóc vậy, nhưng mà người ta không có cái sấy ở đây, hoặc là tóc người ta ít hơn, hoặc sợi tóc người ta mỏng, thì nó sẽ ra một cái kiểu nó rất là lưa thưa. Thì nên là người ta không chịu. Thì Tuyến mới nói với anh là ok, đó là anh phải nói với lại mọi người ha, rằng là ok, phải đúng cái sợi tóc như em, phải đúng cái tính chất như vậy thì mới có thể ra được. Chứ còn bây giờ mà làm anh cắt theo cái kiểu mà copy sang như vậy là mà không đúng với cái sợi tóc của mọi người thì là nó sẽ không có ra kiểu được. Rồi sau lúc đó là mọi người lại cầm lên anh tại sao lại cắt khác với Tuyến quá chẳng hạn như vậy. Thì trong cái câu nói này nó nôm na như vậy, mình không copy không học vẹt. Câu 67 là mỗi ngày đều đáng giá. Khi bạn tiêu phí một ngày, bạn sẽ mất một ngày. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng mỗi ngày một cách khôn ngoan. Nói chung năm nay câu nói này là không gì quý bằng thời gian. Thời gian là điều quý giá nhất. Không, em đang nói tóc mà. Tóc thì kiểu một vài cấu trúc thôi, sợi dày, sợi mỏng, rồi tóc nhiều, tóc ít. Nên là được, em đang nói mái tóc thôi. Và cũng nhờ cắt, cũng nhờ chăm sóc. Thì mình không lãng phí thời gian. Nên là thật sự đó là đôi khi một ngày mình cũng phải cân nhắc nha. Để cho thời gian nó trôi vào một cách lãng phí là rất là khó chịu. Tuyến không biết mọi người như thế nào, nhưng mà đối với Tuyến cái việc mà để thời gian trôi qua một cách lãng phí, Tuyến cực kỳ khó chịu. Đó là khi nó làm Tuyến stress. Nên là cái thời gian dịch đó Tuyến chỉ ở nhà coi tin tức Covid, ngày nhiêu ca nhiễm. Rồi lo việc nấu ăn thôi. Trời, Tuyến cảm thấy rất là, trời ơi, tại sao mình đã đánh mất, mình đã lãng phí thời gian, không biết cái chuyện này kéo dài tới bao giờ. Và rõ ràng trong 3 năm dịch qua, nói chung 2 năm dịch, từ năm đầu năm 2020 tới năm nay là chuẩn bị qua 22 rồi, 2 năm tròn rồi. Thì nói chung là nghỉ dịch rồi xong làm thì nó cũng cực khượng. Nó là cảm thấy rất là đáng tiếc. Cái thời gian ha, nó không trôi quay lại được, nó không thể nào quay lại được. Thì nên là mọi người đừng có nghĩ là chỉ một ngày, và đừng nghĩ rằng là một năm có 365 ngày lận mà. Trời ơi, nhưng mà rất là dễ. Nếu mình không ý thức được cái sự quý giá của nó thì đôi khi một năm mình sẽ có 365 lần trong ngày, trong 24 tiếng. Mình nói rằng là một năm có đến 365 ngày lận mà, để mà mình không đi trân trọng nó. Là lúc đó thế là xe qua vẫn là hết một năm. Kinh khủng khiếp. Cuộc sống bây giờ Tuyến cảm thấy nó không phải là sanh lão bệnh tử đâu nha mọi người. Nó có thể rằng là sanh lão tử, nó có thể rằng là sanh bệnh tử. Và đôi khi sanh chưa được bao nhiêu đã tử rồi. Rất là nhiều người phải ra đi còn lúc trẻ. Rồi thiếu Covid. Covid là đâu có để cho mình lão đâu mọi người. Sanh bệnh tử mà bệnh rất là ngắn nha. Bệnh đôi khi tuần 10 bữa nửa tháng là đi. Nó sanh bệnh tử chứ không có gọi là sanh lão bệnh tử nữa. Nó bỏ bớt cái chữ lão rồi ha. Sanh bệnh tử luôn là nhiều. Hoặc là sanh tử luôn à, trẻ bị tai nạn giao thông hay như thế nào đó à. Gần đây là Tuyến thấy rằng là
có rất là nhiều người chết trẻ bởi và những cái gọi là thuốc độc giết người, và nói là giết người là giết cả một cái tương lai của một đất nước, đó là về thuốc lắc, về heroin, ma túy với chất gây nghiện chẳng hạn, giết dần giết mòn. Có một lần những quay phim đặc, đó là phim phim Mật Mã Hoa Hồng Vàng, thì có cái cảnh đó thì phía cuối đời Tuyến bị tâm thần phân liệt mà, thì cái phim đó cuối cùng là Tuyến bị tâm thần và Tuyến phải vô bệnh viện tâm thần để quay, thì thấy rằng rất nhiều cái số lượng mà bệnh nhân tâm thần mà trẻ ở độ tuổi dưới 30 á, có nghĩa là từ 15 đến 30 nha mọi người. Ok, cảm ơn Nguyễn An, cảm ơn Nguyễn An nhiều, cảm ơn bạn Nguyễn An. Thì từ 15 tới 30 tuổi thì là bị vấn đề về bay lắc đồ này nọ à, rồi bắt đầu nó hại não, hại thần kinh, rồi bắt đầu là đi vô bệnh viện tâm thần. À, rất là đáng sợ ha. Nói chung là mình đã bỏ phí tuổi trẻ rồi, bỏ phí tuổi trẻ rồi. Nên là mọi người cân nhắc, bởi vì những cái điều mình làm ngày hôm nay nó không phải có giá trị hôm nay, mà nó còn gây ra hậu quả của tương lai nữa. Thì đó là những cái điều mình làm, mình nên làm tốt ngày hôm nay để cho cả tương lai. Ok, nói là một việc, nhưng mà đi vào thực hành mình phải vượt qua rất là nhiều cái bản ngã của bản thân ha, rất là nhiều sự cám dỗ của cuộc sống. Nhưng mà mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, khi nó đi ăn vào người của mình rồi thì lúc nào mình cũng luôn trạng thái ý thức là mình luôn nỗ lực, không lãng phí thời gian. Đề nghị Kim Tuyến bất dễ thương lại làm tôi đau tim lắm rồi nha. No, tôi sẽ tiếp tục dễ thương và ngày càng dễ thương hơn nữa. Ok, thì nó giỡn thôi. Thế đâu dễ thương đâu, Tuyến là Tuyến thôi. Cái gì cần nói thì sẽ nói, cái gì cần làm thì sẽ làm, miễn sao cái điều đó là tốt đẹp. Đã xong, hết. Tuyến gì chứ, cái nhiệm vụ của Tuyến là Tuyến phân định cái gì tốt đẹp và cái gì không tốt đẹp. Tốt đẹp thì mình làm, không tốt đẹp thì mình không làm, hết. Tuyến chẳng biết dễ thương là phải như thế nào, Tuyến không biết điều đó đâu. Thật sự là như vậy. Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy tôi có thêm một ngày nữa để yêu thương. Kali Rip Gibran. Thì cũng có khi có câu rằng là Trịnh Công Sơn có câu là sống trong đời sống cần có một tấm lòng, làm gì em biết không, em biết không, em mọi người biết không ạ? Mọi người biết thì nhắn comment cho Tuyến hả? Ồ vậy hả, chị đến thăm Mai hay sao hả chị? Em nghĩ chắc là chị đến thăm Mai đúng không? À, chúng ta sẽ trưởng thành nhờ vào hai loại kinh nghiệm, đó là niềm vui của chiến thắng và nỗi đau của sự thất bại ha. Ok, nên bởi vì Tuyến nói chiến thắng và thành công á, trên đời này nó có hai dạng thôi, mình làm gì cũng hai dạng, thành công và thất bại, và cái nào cũng cần và cái nào cũng hay, cái nào cũng hay và cái nào nó cũng không hay, nó đều cần và không cần, nó đều hay và nó không hay, nó đều ý nghĩa và không ý nghĩa. Nhưng quan trọng là mình phải đọc vị ra nó, mình đọc vị ra nó để đó là cái kiến thức của mình. Thế là sao tất cả mọi việc Tuyến hồi xưa Tuyến nghĩ là Tuyến hay gọi là suy nghĩ tính trước nghĩ sau, nói chung mình hay gọi là suy nghĩ nhiều, rồi xong rồi cái bắt đầu nghĩ nhiều với thấy mệt và mình bỏ cuộc. Nhưng mà về dần dà khi mà làm rồi Tuyến cảm thấy rằng là đôi khi làm những thứ mình cũng không cần nghĩ cái lợi ích của việc đó đâu, mình được làm, bởi vì khi mình được làm dù mình thành công hay là mình thất bại. Bởi vì thầy giờ hiểu sao giải thoát rồi đúng không? Tại vì chị chỉ muốn mang những điều tốt đẹp của mọi người thôi. À, đôi khi chị hát ít là giống như là thêm chút xíu gia vị gì đó cho nó mới lạ. Thì thành công và thất bại vì đó mình cũng sẽ có cái kiến thức từ đó. Và mọi người có hiểu tại sao rằng là người ta lại nói rằng là thất bại là mẹ thành công? Mọi người sẽ nghĩ là vậy là tôi phải thất bại nha tôi mới thành công. Nếu là tôi tại vì không có mẹ thì làm sao có con đúng không? Thế thì nhưng mà thật sự điều đó là không đúng. Có nghĩa là sau mỗi lần thất bại thì mình sẽ có cái kiến thức, và chính cái kiến thức từ cái thất bại đó nó sẽ giúp cho mọi người thành công. Đó là cái chìa khóa để thành công, đó chính là kiến thức chứ không phải là sự thất bại. Mọi người nhớ ha, đó là khi mọi người làm thất bại thì mọi người phải hiểu rằng là mình phải học hỏi được gì này, từ những cái điều này mình phải rút ra được những cái bài học từ cái sự thất bại đó thì mình mới có cơ hội thành công. Chứ mọi người cảm thấy là ok, thí dụ tôi nói năm nay mọi người có 200 triệu, mọi người làm một cái gì đó mọi người nói thôi bây giờ 200 làm 100 đi, lỡ thất bại mình còn 100 nữa,
cái xong rồi mình làm trăm cái mình thất bại, ôi còn trăm nữa mà lo gì, kệ làm lại. Rồi mọi người không nhìn nhận ra là cái nguyên nhân nào làm cho mình thất bại trước thì chúng ta sẽ tiếp tục đi lên bên xe đổ, sẽ tiếp tục thất bại cho lần sau. Ok, em bị cắn rồi. Biết chị Kim Tuyến từ chương trình Phụ Nữ Thế Kỷ 21, lúc đó em còn nhỏ và em già hơn chị rồi. Ủa sao kỳ vậy? Lúc đó là chị lớn em nhỏ, bây giờ em già là chị sao ta, chị khú đế luôn đúng không? Em già, bây giờ mà em già là chị khú đế luôn rồi đó. Già đó mà già, cái tâm hồn mình trẻ được rồi. Quan trọng là cái tâm hồn mình trẻ được rồi. Trời ơi, cái câu nói này cũng rất là hay ha. Nó không phải quá hay. Cách tốt nhất để tận hưởng cuộc sống là hoàn thành một mục tiêu, đồng thời bắt đầu thực hiện mục tiêu tiếp theo. Tiếp đọc lại ha. Cách tốt nhất để tận hưởng cuộc sống đó là hoàn thành một mục tiêu, đồng thời bắt đầu thực hiện mục tiêu tiếp theo. Nói chung là tóm ngắn gọn lại là sống cuộc đời mình phải có mục tiêu, và luôn luôn có mục tiêu và luôn theo đuổi mục tiêu của mình, vậy thôi. Và khi làm đạt được mục tiêu này rồi, khi mà mình đạt được cái mục tiêu này rồi thì tuổi tác chỉ là một con số. Yeah, hợp lý. Yeah, chị Vivian. Yeah, tuổi tác just number. Ok. Hi, hi, em hello anh Húc Phúc Đình Văn. Hello anh ạ. Ok, tiến lại với lại nhé. Cuộc sống luôn luôn có mục tiêu, luôn luôn theo có mục tiêu và luôn luôn theo đuổi mục tiêu. Khi mục tiêu mình làm xong thì lại tiếp tục có mục tiêu mới. Đó kia đó là gì? Là mình có định hướng, mình có con đường để mình đi, còn không có mục tiêu mình bây giờ đi đâu ta? Ha, mọi người giống như bây giờ mọi người đi ra đường, chạy với xe ra đường, mọi người không có cái điểm đến thì chắc chắn mọi người sẽ một là giảm chân tại chỗ, hay là đi vòng vòng hết xăng, hết giờ, không được gì hết, đúng không? Đó là ngớ ngẩn. Ha, đó là ngớ ngẩn, nên là mình phải luôn có một cái điểm mình muốn đến để mình biết rằng à bây giờ mình sẽ rẽ trái hay rẽ phải hay như thế nào đó, không đường này có công an không, không có công an khỏi rồi đó, bảo hiểm có công an thì hãy đợi. Ok, giỡn thôi hả? Ok, tất cả những người thành công mà tôi từng tiếp xúc đều là những người đọc giỏi, họ đọc và chỉ đọc. Chính sự tò mò của họ đã thôi thúc họ đọc, họ chỉ đơn giản là phải hiểu biết. Nói chung là nôm na rằng là luôn có phần thưởng cho những người ham học hỏi. Hoặc là mình nói một cách khác rằng khi bạn học hỏi bạn có kiến thức giúp bạn thành công, không có gì hết. Kinh nghiệm là một dạng của kiến thức cho mọi người. Nên là đợi tại sao ở những công ty á, đôi khi người ta rất là quan trọng là bao nhiêu năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đó. Còn đôi khi cái bằng cấp, tại sao sinh viên ra trường họ có một cái bằng đại học to đùng đó, mà tại sao lương của họ rất là thấp? Mà đôi khi rằng là người ta cũng không nhận họ luôn. Có những công ty là họ chỉ nhận những người có kinh nghiệm. Đôi khi bằng cấp đó họ không quan trọng, mà vừa có kinh nghiệm và bằng cấp ok, họ nhìn vào những người có kinh nghiệm. Bởi vì cái kinh nghiệm, cái kiến thức trong cái quá trình làm việc đó là một kiến thức thực tế, và nó thật sự là rất là hữu dụng. Còn những cái kiến thức trên nhà trường thiếu cái sự thực tế thì đôi khi có những công ty họ quan điểm rằng bây giờ đưa sinh viên vô giống như tạo môi trường để cho họ học tập. Và kể cả các trường đại học khi mà chuẩn bị cái năm cuối cùng thì đều đưa sinh viên đi làm, gửi sinh viên thực tập để sau này sinh viên có cái kinh, ngoài cái kiến thức của nhà trường thì còn có cái kiến thức thực tế trong cái quá trình sinh viên thực tập. Thì nên là sinh viên mà khi ra trường thì sẽ có một cái bằng, đó là cái bằng ngồi trên ghế nhà trường, một cái bằng thực tập. Mỗi khi thực tập là 1-2 năm luôn, thì đối với những cái nhà tuyển dụng khi họ nhìn hai cái bằng cấp này thì họ chỉ coi là please come to me, về với đội của tôi. Và cái cảm giác riêng mình được người ta come to me, về với đội của tôi, rất là thích. Thật sự cảm giác rất là thích. Ok, đọc và chỉ đọc thôi. Đọc để lấy kiến thức của người lại. Giống như bây giờ Tuyến cũng đang lấy kiến thức của ông Jim Rohn đây. Người ta phải dành cả một cuộc đời của người ta nếm
rất là nhiều thất bại để nhận ra những điều này mà mình lại không học, mình không lĩnh hội thì thực sự rất là lãng phí. Một phần của thành công là học được cách bảo vệ những gì mà bạn tạo ra. Đó là cách xài tiền đó mọi người. Nôm na một trong những điều đó đó là cách xài tiền. Có nghĩa rằng là đôi khi mình phải làm kiếm tiền là một chuyện, nhưng mà mình phải giữ được tiền ha. Bởi vì đó bảo vệ cái thành công của mình, đúng không? Bây giờ ví dụ mình kiếm tiền, mình mua được căn nhà, đúng không? Thì mình làm sao mình phải bảo vệ được cái căn nhà đó của mình, hoặc là mình mua thêm nhà mới. Chứ bây giờ mình kiếm tiền cái mình mua căn nhà cái mình không bảo vệ, mình cứ lo không lo, mình cứ lo mơ mộng đi đâu đó chẳng hạn, rồi xong mình phải bán nhà, nghĩa là mình không bảo vệ được cái thành công. Ví von như căn nhà đó là cái sự thành công của mình, thì nên là thành công ở đây là có nghĩa là mình phải học cách về bảo vệ nó. Đó là một trong những cái phạm trù của cái sự thành công, chứ không phải đơn giản là ok cái việc giữ cái thành công đó không. Người ta nói bởi vậy là leo lên đỉnh núi thì dễ hơn việc bạn ở trên đỉnh núi đó. Nó rất là khó, bởi vì mọi thấy không, khi mọi người leo nó là một cái độ dốc thôi, nó luôn có cái chỗ cho mình đi, nhưng mà khi mình đứng lên núi cái chỗ nó rất là nhỏ, và gió to xong nó xô nghiêng xô ngã mình, mà làm sao mình còn phải đứng vững. Cái điều đó nó rất là quan trọng ha, bởi vì cái chớp núi nó rất là, cái điểm nó rất là nhỏ mà mình phải đứng lại. Thì thành công bởi vì không phải ai cũng có thể leo lên đỉnh núi. Họ biết cái điều đó, nên là đỉnh núi chỉ cần nhỏ thôi, vì cũng không có nhiều người lên tới đó. Mà lên tới đó chưa chắc đã trụ được ở đó lâu. Thì nên là cái việc mà mình phải giữ gìn cái thành công, giữ gìn cái thành, mà leo đó là khó rồi, mà để mình bị rớt xuống thì nó thật sự là đáng tiếc. Mình cố gắng giữ nó khó quá mọi người ha. Trời ơi, thiệt sự là quá khó luôn á. Ok, chuẩn bị qua câu nói thứ hai thì chúng sẽ quay số mọi người ha. Ok, hồi nãy chị Vivian có nói về vấn đề là just a number, và chúng ta có một number one number one. Mọi người có đã đặt number one chưa ạ? Ok, trong thời gian mình chờ đợi Jin thì Tuyến tiếp tục chia sẻ của mình ha. Một phần của sự thành công đó là mình học cách bảo vệ những gì mà mình đã tạo ra. Hay. Khá ổn, khá hay ha, mọi người nhớ ha. Đó là một phần của sự thành công, chứ không phải là mình chỉ đi kiếm tiền mà mình không giữ tiền là cũng không được. Đó được, nó cũng sẽ là gọi là thành công mà không trọn vẹn. Ok, chị sẽ quay tiếp Jim. Vì đàn ông giống nhau. Số 31. Vàn lần nên cũng như luôn mến mộ cách diễn thuyết siêu nhanh siêu chuẩn. Nghe siêu thích của hai siêu sao phim tiếng. Ồ vậy đó hả? Ok. Chị cũng không biết rằng em Diễm My cũng có một cái cách giải thích như thế này. Nói chung là cũng hai chị em nói chung là như là đồng nghiệp với nhau thôi, chưa tiếp xúc với My, nhưng mà My cảm thấy rằng My có một cái thế giới nội tâm cũng khá là sâu sắc. Rất tiếc là bận rộn, hai chị em không có thời gian gặp gỡ tiếp xúc nhiều, nhưng mà chị nghĩ là nếu có thời gian gặp tiếp nhau thì có thể hai chị em cũng sẽ thân thiết đó. Số 31 ghê chưa, thiệt sự luôn, tôi là lúc nào cũng gọi là sư cu hết ha. Ok, quay lại chị Vivian. Đó, đã thỏa mãn chưa chị Vivian ơi? Đây, dạ. Mới là nãy nói đặt 31, sao bị ra 34, bây giờ 31 rồi, vừa lòng chị chưa? Vừa lòng chị chưa? Bây giờ đã trúng thưởng đó, đã vừa lòng chị chưa? Ok, nhà mình dành cho chị Vivian một chà pháo tay để chúc mừng chị Vivian là người may mắn. May mắn cho chị Vivian và may mắn cho Tuyến, may mắn cho chúng ta là chị Vivian đã trúng thưởng, để cho cái niềm vui này nó được nhân lên rất là nhiều lần.
Ok chị Vivian. Rồi chào chị Vivian, đứng dậy nha. Ok. Nhưng mà em vui thì cũng kệ em đúng không? Ok, vậy em vui. Vậy kết quả giống nhau mà, em không vui cũng kệ em. Thì em vui cũng kệ thôi, vậy cho em vui đi. Cho em vui đi, em trẻ lâu. Anh đâm đa lại giống vậy. Ok, chúc mừng chị. Nhà mình chúc mừng chị Vian ha. Là người sẽ nhận được món quà này từ Heta Kim Tuyến, đại diện gia đình Heta Kim Tuyến. Chúc mừng chị Vian và cảm ơn chị đã đồng hành cùng với lại nhà Heta Kim Tuyến, những chương trình của Heta Kim Tuyến. Ok, gửi đến cho chị. Ok, chụp hình. Thế này đúng là có chị Vian đứng đây, tiếng chào bên này ha. Cái vấn đề mà cái nghi thức trao thưởng là như thế này đó. Mình nhìn phía trước, mình ta chụp hình. Đó, mình còn tưởng tượng đi, mọi người chụp một tiếng tấm hình nha. Để chúc mừng chị Vivian nha. Ok. May mắn cho em nữa hả? Yeah, gì? Yeah, một cái đi Jean ơi. Yes, yes, yes. Ok. Hôm nay thì có cô Trần Thu ha. Hôm nay giải thưởng thì hình như là dành về cho đội gọi là đội nhà bếp. Nếu không nói đội nhà, bởi vì căn nhà rất là rộng, còn nhà bếp thì rất là thân. Mọi người thấy em đi đến, mình đi đến nhà một người rồi đó, mình đi xuống được tới nhà bếp, chứng tỏ mình rất là thân. Đi nữa là đi vô phòng ngủ này nọ nữa, thấy không? Nhưng mà thôi, mình đi tới nhà bếp là thân lắm rồi. Chứ bình thường mình chỉ được ở phòng khách thôi. Thế nên là hôm nay thì phần thưởng sẽ được giao cho đội nhà bếp. Muốn dụ ha? Trời ơi, dụ mà dễ à. Nói chung là tiếng ấy là tình hình dịch cũng đã được khống chế rồi. Khống chế rồi thì cái việc mà chúng ta sẽ quay lại bình thường cũ thì cũng sẽ nhanh thôi. Hiện tại nên nó vẫn bình thường mới, bây giờ nó cũng sắp cũ rồi. Nhưng mà nó chưa cũ hẳn ha. Mọi người nó chưa cũ ở đây là vấn đề tâm lý của mọi người thôi. Mọi người chưa thật sự thoải mái. Còn khi mà mọi người giải quyết được cái vấn đề tâm lý với một cái tình hình thực tại và giải quyết thêm cái vấn đề tâm lý thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ gần đi trở lại cái bình thường cũ. Chị Vivian ơi, mừng đi. Chị Vivian, hello. Chị Hà Mỹ Linh ơi, bây giờ mới thấy là chị Hà Thị Mỹ Linh. Chị Hà Thị Mỹ Linh ơi, chị vào sau thì em sẽ gửi đến chị Hà Thị Mỹ Linh một cái quyển sách này. Đây là lời tri ân của em đến chị và những khán giả đã ủng hộ bộ phim Đố Ba Biết Mẹ Đang Nghĩ Gì qua hình thức là để hình avatar và hoặc là ảnh bìa của poster phim Đố Ba Biết Mẹ Đang Nghĩ Gì, và em sẽ gửi chị đến món quà yêu thân thương này. Em nghĩ cái thời điểm khi mà cái công việc của chị nó đang ở một cái đà phát triển rất là hưng thịnh như vậy thì quyển sách này sẽ là một cái người bạn xuất hiện cực kỳ đúng lúc giúp cho chị đã nhanh, còn nhanh hơn nữa, siêu nhanh. Trời ơi, nhiệt tình vậy luôn hả? Qua tấm ké luôn. Trời ơi, được quá ha. Cô bộ được à nghe. Hello chị Hà Hương, hello chị Hà Hương. Ok. Tưởng rằng là em vừa quay số xong, chị không đặt được số rồi. Chị Hương không đặt được số rồi. Chị Hương cũng là một thành viên mới. Một đại lý mới, đại diện khu vực phía Bắc của nhà Heta Kim Tuyến ha. Của nhà Heta Kim Tuyến đã welcome rồi, hôm nay lại welcome nữa với tên cái tình cảm thương mến tại tỉnh Cao Bằng ha, tại thành phố Cao Bằng. Ở đây có thác Bản Dốc rất là đẹp. Và Tuyến đã có một cái lời hứa là sẽ phải ra đây ở thành phố Cao Bằng để gặp được chị Hà Hương, được chị Hà Hương dẫn đi thác Bản Dốc chơi ha. Nhà mình có muốn không ạ? Nhà mình muốn để khi nào hết dịch thì Heta Kim Tuyến sẽ kiếm một cái gì đó sẽ đi đến Cao Bằng ha, thăm thác Bản Dốc rất là đẹp, rất là đẹp. Khoe liền ha chị Hương ha. Ok, em khoe liền thác Bản Dốc. Việt Nam quê hương đất nước tôi, bạn đẹp quá. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ nói tới câu nói 72 rồi ha, chúng ta sẽ còn 18 câu nói nữa, chúng ta sẽ để dành cho lần sau mọi người ha. Còn bây giờ trước khi kết thúc và buổi livestream này thì chúng ta sẽ ghé thăm thác Bản Dốc. Chúng ta cũng phải trước khi qua cái thác Quảng Dốc thì chúng ta sẽ qua cái thác quảng cáo.
Wow. Mọi người có thấy gì không? Không biết chừng nào thôi, thật sự là ấp ủ. Hello anh Đức, hello anh. Anh đi, em hỏi anh đi đâu mà giờ đây mới vô. Chị hả? Vô chừng lắm, nhưng mà trước 12 giờ. Bởi khi chị live stream tới bây giờ mà chị còn hơi buồn ngủ trong bụng rồi đó. Mọi người thấy các bạn nhóc, các bạn rất là đẹp không? Đẹp hẳn luôn. Một cái màu sắc khác hoàn toàn với lại những nơi ở khu vực phía nam của mình ha. Ôi thật đặc biệt, ôi thật đặc biệt. Ok, bởi vì là những gì em dành cho chị Tuyến và hết tập Kim Tuyến nó cũng rất là đặc biệt mà. Đấy, khi người ta nói rằng là khi mình hello chị Trang. Tháng 9 tháng 2 vậy là năm sau rồi đúng không chị? Hello chị Trang. Ok, lâu quá rồi, chị đang ở Việt Nam hay đang ở bên Sinh ạ? Chúc và mong chị những điều tốt đẹp, mãi luôn yêu và thương chị, không phải riêng em mà rất là nhiều anh chị em, cô chú bác nghệ sĩ luôn yêu mến chị khi nhắc đến chị ha. Một người chị, một người nghệ sĩ yêu nghề ha, có tâm và Trang Hòa yêu mến với tất cả mọi người. Ok, em chúc chị và gia đình thật là nhiều sức khỏe chị Trang ha. Khi nào về Việt Nam thì yeah, yêu em một tiếng nói chị ha. Ok, chị Minh Trang. Ok, mong rằng là thần bản dốc sẽ biến chuyển mọi chuyện thật là tốt đẹp để em và mọi người có thể được đến với Cao Bằng ha, đến với chị Hà Hương, đến với sự chào đón nồng ấm của chị. Còn bây giờ thì goodbye my love, goodbye, xin tạm biệt các tình yêu của Kim Tuyến, các tình yêu của Kim Tuyến. Một tuần chúng ta lại gặp một lần và chúng ta trao yêu thương và nhận yêu thương. Tuyến cảm thấy là nhận được rất là nhiều tình cảm của mọi người. Cái đó là cái điều quan trọng nhất. Cái lượt view có quan trọng không ta? Nếu mà nó không quan trọng thì cũng không đúng nha. Nhưng mà nó là cái gì đó nhưng mà nó không quá quan trọng. Cái điều quan trọng đó là cái tình cảm của mọi người dành cho Kim Tuyến. Giống như Tuyến hay nói trong buổi tối ngày Chủ nhật có rất nhiều chương trình hay, thú vị, hấp dẫn, đẹp, bắt mắt. Mọi người có thể đi chơi, có thể nghỉ ngơi, có thể giải trí. Mọi người thấy làm rất là nhiều điều thú vị. Nhưng mà mọi người vẫn chọn lắng nghe cái cô nàng này ngồi một chỗ nói và nói thôi. Ngày này, tuần này, qua tuần nọ, qua tuần kia ha. Rồi cái chương trình livestream này cũng đã hơn 1 năm rồi, hơn 2 năm rồi và mọi người vẫn dành cho Kim Tuyến. Đó là một cái tình thương mới làm được như vậy. Còn nếu như chỉ đơn thuần là xem có gì hay hay không thì chắc chắn cái thời điểm này thì ảo hay không thì chị không biết. Nhưng mà chị chỉ biết mình thật. Chị chỉ biết mình thật. Cái sự thật là mình cảm thấy nó tốt hơn nhiều so với những cái điều khác. Thì nên rằng là cảm ơn cái tình cảm mọi người dành cho Kim Tuyến ha. Cảm ơn mọi người, tình cảm mọi người dành cho Kim Tuyến. Thật sự ra thì lúc khoảng 6 giờ chiều nay Tuyến đã có một cái suy nghĩ rằng là tối nay Tuyến sẽ không livestream. Thấy sức khỏe mình không ổn, Tuyến không livestream. Và Tuyến nghĩ rằng là nếu như mình quyết định mình không livestream tối nay thì chắc mình sẽ còn bị mệt hơn nữa. Bởi vì mình cảm thấy rằng mình không đáp lại cái sự mong đợi, cái tình cảm mà mọi người dành cho Kim Tuyến. Và cái điều đó làm cho Tuyến rây rứt. Và Tuyến nghĩ rằng nó sẽ làm cho bệnh nặng hơn. Nên rằng là Tuyến quyết định Tuyến sẽ livestream. Bởi vì Tuyến nghĩ về Tuyến mệt quá, vì Tuyến livestream làm không nổi. Tuyến không muốn mọi người thấy được cái sự mệt mỏi của Tuyến. Tuyến nghĩ giống vậy. Đôi khi mình cũng cảm thấy muốn che đậy một cái gì đó không tốt đẹp. Nhưng mà rồi sau đó Tuyến cảm thấy cái việc mà thà là để mọi người thấy mình mệt mỏi một chút
còn hơn rằng để cho mọi người thấy rằng là Tuyến phụ cái sự mong mỏi của mọi người, phụ cái tình thương mọi người dành cho Tuyến, nên là Tuyến quyết định ok. Mọi người thỉnh thoảng cũng cho tôi mệt chứ đúng không, chứ đâu phải khỏe hoài, đâu phải là thần tiên đâu đúng không. Tôi Kim Tuyến cũng là con người mà, Kim Tuyến cũng phải là thần tiên đâu. Và rõ ràng khi mà nhận được cái tình thương của mọi người, cái sự ủng hộ của mọi người, cái sự chân ái của mọi người thì tôi cảm thấy Tuyến khỏe. Và bây giờ Tuyến cảm thấy khỏe hơn rất là nhiều. Vậy nói là vậy là Tuyến bị sao ta, cái tình thương đã chữa trị cho Tuyến đúng không? Nếu mà nó không đúng thì cũng hiểu sao giải thích được là nó không đúng, bởi vì tới thực tế nó đang là như vậy. Tuyến không muốn thú gì hết, chỉ nghĩ ok livestream thì nếu mà mệt thì mình nói mọi người mình mệt thôi, có thể là mình sẽ kết thúc buổi livestream sớm, mà rõ ràng chứ không mệt, nếu không mệt nhưng Tuyến cũng sẽ xin kết thúc buổi livestream ở đây, bởi vì sáng mai Tuyến có một công việc sớm, Tuyến phải dậy sớm. Nói chung không mệt thì nó không mệt như lúc trước buổi livestream, nhưng mà gọi là khỏe thì không ha. Ngày mai Tuyến cũng sẽ đi test covid, Tuyến sẽ test nhanh để ngày mai buổi sáng, thì nghe nói test buổi sáng thì ok hơn, để xem coi là có ảnh hưởng liên quan đến covid hay không, hy vọng là không mọi người ạ. Và nếu có đi nữa thì cũng không sao, Tuyến sẽ vẫn livestream mà tuần sau với cả mọi người ha. Ok, I love you, do you love me, yêu tôi không, yêu đi, làm ơn yêu tôi đi. Ok, ok, bye bye tất cả mọi người ha, bye bye tất cả mọi người. Xong đẹp bị ngứa cái mũi quá nhỉ, cực kỳ khó chịu, không hiểu tại sao. Bye bye tất cả mọi người ha, chúc mọi người ngủ thật là ngon, có một giấc mơ thật là đẹp. Hello chị Lụa, chị Lụa không ta? Hello chị Lụa, chúc chị Lụa nhiều sức khỏe ha. Ok, đã lâu lắm rồi, hình như có phải đây là lần đầu tiên không ta? Em thấy chị Lụa on trên vào buổi livestream của em ha. Mọi người thấy tài khoản Đặng Thị Lụa, chị Lụa là một trong bốn founder, bốn nhà sáng lập ra thương hiệu Đông Trùng Hạ Thảo Hết To ha. Nói chung là những cái gì là Hết To là do bốn gọi là sao nhỉ? Bốn nữ cường nhân. Bốn nữ cường nhân này tạo ra ha, là một trong những linh hồn, một trong bốn linh hồn của Hết To Kim Tuyến, của sản Đông Trùng Hạ Thảo Hết To ha. Đây là một cái sản phẩm nó mang đến sức khỏe đến cho nhiều người, và nó mang đến công việc, nó mang đến một cái cuộc sống kinh tế ổn định cho nhiều người. Đó là một hành động tốt đẹp, Tuyến cho đó là một hành động tốt đẹp. Và đó là cũng là một trong những lý do mà Tuyến gắn kết với Hết To, bởi cái điều tốt đẹp đó mà các chị đã tạo ra cho khách hàng và cho những đại lý, những nhà phân phối, những người đứng giữa để đưa sản phẩm từ nhà máy đến tay người tiêu dùng. Đây với Tuyến đó là những điều tốt đẹp. Thay mặt những khách hàng đã được thụ tận hưởng những cái giá trị từ sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo Hết To, cũng giống như những đại lý đã có một công việc ổn định từ cái việc phân phối sản phẩm Hết To, cảm ơn đến chị Lụa, chị Tuyết, chị Trang, chị Phú đã tạo ra một cái sản phẩm như vậy để mang đến những tốt đẹp cho rất nhiều, nhiều, nhiều và rất là nhiều người. Và chắc chắn một điều, khi đã trao những tốt đẹp thì không có cách nào khác ngoài cái cách rằng mình phải chấp nhận, mình phải chấp nhận những cái điều tốt đẹp nó ập vào người của mình, nó đe cho mình ngọt thở. Ok, cái cảm giác những điều tốt đẹp đè mình đến ngọt thở thì rất là you must, đúng không ạ? Ok, ok, bye bye tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào Chủ nhật tuần sau ha. Kim Tuyến sẽ lại chia sẻ, lại tâm sự, lại tám cùng tất cả với mọi người. Chúng ta lại quay số, lại trúng thượng, lại nghĩ về nhau, lại thoải mái, lại tự do nói tất cả những gì mình nghĩ. Tuyến mong những buổi livestream sau lại tiếp tục nghe mọi người nhiều 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 hơn nữa. Tuyến rất thích được nghe mọi người nói. Ok, bye bye. Bye bye tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian xem buổi livestream của Hết To Kim Tuyến, và Kim Tuyến đã dành cho Kim Tuyến những đơn hàng thật sự là yêu thương. Đó là một lời ủng hộ về thiết thực, về tinh thần cho Hết To Kim Tuyến, là động lực để Hết To Kim Tuyến vượt qua khó khăn trong cơn đại dịch này. Ok, mấy tất cả mọi người, bye bye, bye bye. Ok, bye bye tất cả mọi người. Cảm ơn các chị ở nước ngoài có một ngày làm việc thật là tốt ha. Ok, bye bye tất cả mọi người. Bye bye, 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 bye bye. Bye bye.